Chương 761, cô gái nhỏ suy nghĩ linh tinh. Thẩm bồi Xuyên uống hết chén canh nói, bà ơi, cháu đưa bà trở về nhé. Nói cái gì bà cụ cũ cũng không chịu đi, cứ ngồi ở đây, bà nói ngày nào tô chạm vẫn chưa tỉnh lại thì bà sẽ ở đây một ngày. Thẩm Bùi Xuyên khuyên nhủ, bà ở đây cũng không giúp được gì, còn không có cả chỗ để nghỉ ngơi nữa. Tần Nhã phải chăm sóc cho tô chạm, bà đi đứng hơi bất tiện, cô ấy lại phải chăm sóc thêm cả bà nữa. Như vậy thì cô ấy sẽ rất mệt mỏi, để cháu đưa bà trở về bệnh viện đi, bà cụ nói bà không trở về bệnh viện đâu tôi đã khỏe rồi không cần tiếp tục trị liệu nữa đâu cháu đưa bà đi làm thủ tục xuất viện hôm nay cháu đưa bà về trước đã nơi này không thể ở lại thẩm bồi xuyên nói bà cụ không muốn rời đi cháu trai vẫn còn đang hôn mê không tỉnh bà về rồi cũng không thể ngủ được bà muốn ở đây chờ nó tỉnh lại bà muốn được biết đầu tiên bà cụ nhìn về phía cháu trai khẽ thở dài sắc thái của nó kém không ít Tần Nhã nói, anh ấy tỉnh lại thì cháu sẽ thông báo cho ngày đầu tiên mà. Bà cụ nhìn Tần Nhã, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Bà đi đứng không tiện lại phải phiền tới Tần Nhã chăm sóc, đúng là bà không thể giúp gì được. Bà dặn dò, nếu nó tỉnh lại thì cháu nhất định phải báo cho bà biết trước đó. Tần Nhã nói, vâng cháu sẽ. Thẩm bồi xuyên đỡ lấy bà cụ còn tang du thì cầm theo cặp lồng. Vẫn không quên nhìn lại chiếc giường. Trong lòng cô ấy nghĩ, khả năng tập trung của tô chạm thật tốt, vẫn có thể giả bộ được chúng tôi đi trước đây. Tang Du nói với Tần Nhã. Tần Nhã tiễn bọn họ tới cửa. Thầm Bồi Xuyên đưa bà cụ lên trên xe, chở bà về bệnh viện. Bà cụ nói, Bồi Xuyên à, bà nhờ cháu một việc. Thẩm Bồi Xuyên giúp bà cố định, để cho Tăng Du chăm sóc nói, có chuyện gì bà cứ nói đi ạ. Ngày mai bà xuất viện, cháu giúp bà tìm một người giúp việc. Những người giúp việc trước kia ở nhà đều đã rời đi hết rồi. Trong bệnh viện có hộ lý nhưng mà bà không thích lắm, bà đi đứng không tiện không thể nào chăm sóc cho tô chạm cũng không thể khiến cho tần nhã thêm phiền phức nữa thẩm bồi xuyên đáp chờ tới khi xuất viện xong cháu đưa bà đi tìm để bà tự mình chọn nhé bà cụ cảm ơn cháu không cần cảm ơn đâu ạ với quan hệ của cháu và tô chạm thì bà cũng giống như bà nội của cháu mà thẩm bồi xuyên ngồi vào vị trí lái khởi động xe lái xe ra khỏi bệnh viện đi tới một bệnh viện khác đưa bà cụ trở về thẩm bồi xuyên nói bà nghỉ ngơi cho tốt bác sĩ nói khả năng tô chạm tỉnh lại là rất cao bà không cần phải quá lo lắng đâu. Bà cụ gật đầu, hiện tại, nguyện vọng duy nhất của bà là tô chạm mau chóng tỉnh lại. Thẩm bồi xuyên an ủi nói, chắc chắn ạ. Sắp xếp cho bà cụ ổn thỏa, anh ấy đưa Tăng Du rời đi. Tăng Du vẫn nhịn trong lòng, giờ không còn ai bên cạnh, cô ấy mới không lo người khác nghe được hỏi, tại sao tô chạm phải giả bộ hôn mê như vậy. Thẩm bồi xuyên cũng không giấu giếm cô ấy, nói ra tình huống của tô chạm bị mắc kẹt giữa hai người phụ nữ, anh ta không có cách nào đành phải làm ra hạ sách này. Tại sao bà cụ lại không chấp nhận Tần Nhã chứ? Cô ấy thấy bà cụ rất thích Tần Nhã mà. Thẩm Bồi Xuyên nhìn cô ấy một cái, mím môi lái xe, Tang Du đang ngồi trên ghế phó lái, quay đầu sang nhìn anh ấy, không thể nói sao. Không phải. Thẩm Bồi Xuyên suy nghĩ một lát, Tang Du cũng không phải là người ngoài mới nói chuyện Tần Nhã không thể. Sinh con ra. Tang Du không thể tin được, mở to mắt nói, hiện tại kỹ thuật chữa bệnh đã phát triển, có nhiều bệnh của phụ nữ đều có thể chữa trị được. Thẩm Bồi Xuyên vừa lái xe vừa nói, chuyện này không có đơn giản như vậy đâu. Vậy anh nói cho em biết tại sao đi, em sẽ không nói ra đâu. Hiện tại, em là vợ của anh, anh không nên giấu giếm em chuyện gì. Tang Du dựa đầu vào vai của anh ấy. Đó là suy nghĩ của người già, tô chạm có thể chấp nhận không sinh con thì anh cũng có thể. Không sinh được thì đi nhận nuôi còn nếu như em không muốn, thì chúng ta vẫn sẽ sống một cuộc sống của hai người thôi. Em thích trẻ con. Tăng Du ngửa đầu ra. Cô ấy thích trẻ con, nếu như cô ấy có con thì cô ấy sẽ nuôi nó bên người, dùng tất cả yêu thương cho nó, không để nó phải chịu tổn thương nào. Thẩm Bồi Xuyên nói, vậy thì sinh. Tăng Du cười hỏi, khi nào thì sinh vậy? Chương 762, anh cũng rất căng thẳng. Chủ đề nói chuyện của hai người càng lúc càng mập mờ, vẻ mặt Thẩm Bồi Xuyên vô cùng kiên định, vòng tay ôm cô chặt hơn một chút nói, chờ em tốt nghiệp đã. Tăng Du hôn lên mặt anh một cái, nói, chờ em tốt nghiệp thì anh đã bao nhiêu tuổi mất rồi? Hơn nữa, cũng không phải chúng ta muốn có thai là sẽ có thai được luôn. Nếu như phải đến một hoặc hai năm sau mới có, lại thêm một năm mang thai, đến lúc đó có phải anh già lắm rồi mới có một đứa con không? Thẩm Bồi Xuyên nhìn cô nói, nói bậy, câu già rồi mới có con là chỉ những người 70 tuổi, 80 tuổi, dù có chậm trễ lâu như thế nào, tính đi tính lại, anh còn chưa đến 40 tuổi, sao có thể gọi là, già rồi mới có con được chứ? Tăng Du cười, vươn tay ra xoa cầm anh, thực sự nhìn không ra, anh cũng rất thích tuổi trẻ đó nha, còn tính toán chính xác như vậy, thẩm bồi xuyên bảo cô đừng nghịch ngợm nữa, anh đang lái xe đó. tăng du nghe lời anh ngoan ngoãn ngồi yên. thẩm bồi xuyên nói, không phải anh muốn tính toán, là vì em còn quá trẻ, nên anh không thể già được. tăng du không hiểu sao lại cảm thấy câu nói này của anh thật buồn cười. cô cảm thấy anh nói câu này thật đáng yêu. anh cũng đâu có già, chỉ là rất có khí phách nam nhân mà thôi. tính tình anh thận trọng, trông trưởng thành hơn, nên đem lại cảm giác có tuổi mà thôi. Tang Du yên lặng ngồi, không bao lâu sau, xe đã đến nơi hai người ở. Thẩm Bồi Xuyên đỗ xe dưới hầm, họ đi thang máy từ tầng hầm lên tầng dân cư. Thẩm Bồi Xuyên mở cửa, sau khi vào phòng, Tang Du cầm hộp cơm đi vào bếp, bên trong vẫn còn một bát canh chưa uống hết. Tang Du nói, vẫn còn dư một ít canh, anh uống đi, nếu không để lại sẽ rất lãng phí. Thẩm Bồi Xuyên đi đến, nói, em không uống sao? Tang Du dứt khoát lắc đầu, muộn lắm rồi, ăn đêm dễ béo lắm, thẩm bồi xuyên nhìn cô một lượt từ chê xuống dưới em có béo đâu dù có béo cũng không thành vấn đề gì em không uống em không muốn tăng cân con gái bây giờ không ai muốn mình béo huống hồ cô vừa mới kết hôn cô phải giữ gìn vóc dáng không vì cái gì khác chỉ vì để người đàn ông của mình nhìn vào thấy thoải mái thẩm bồi xuyên uống hết bát canh đó đưa bát lại cho cô anh đi tắm đây cả người anh ấy đều là mồ hôi tang du nói anh đi tắm đi để em rửa bát cho thẩm bồi xuyên thâm trầm nhìn cô muốn nói gì đó cuối cùng lại không nói gì anh đi lấy quần áo vào phòng tắm tang du đặt hộp cơm vào bồn rửa, vặn vòi nước đổ nước rửa bát nên lên búi rửa bát và bắt đầu rửa dọn dẹp sạch sẽ rồi cô bước ra khỏi phòng bếp thẩm bồi xuyên vẫn chưa tắm xong quần áo phơi ngoài ban công đều đã khô vẫn chưa thu xuống cô kéo giàn phơi xuống và cất quần áo đi đang định gấp quần áo trên ghế sofa trong phòng khách eo cô đột nhiên bị một cánh tay vòng qua ghì chặt cô quay đầu lại liền nhìn thấy thẩm bồi xuyên. Anh vừa tắm xong, cơ thể thoang thoảng mùi thơm mát của sữa tắm, rất dễ chịu, tóc anh vẫn còn ướt, sau khi gội xong cũng không dùng máy sấy, mà chỉ lau qua bằng khăn khô. Thẩm bồi xuyên nằm trên người cô, nhìn cô hồi lâu, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, ấm áp nói, anh sẽ làm thật nhẹ nhàng thôi. Tăng Du căng thẳng nắm lấy chiếc chăn bên dưới, dùng sức gật đầu. Thẩm bồi xuyên cởi từng chiếc cúc, đôi chân của Tăng Du rất trắng, rất mảnh, mặc dù cô không cao, nhưng tỷ lệ cơ thể lại rất đẹp. Cơ thể cô hơi co lại, lần đầu tiên luôn có chút khó chịu, gương mặt cô đỏ bừng. Cô, cắn môi dưới, anh, anh làm nhẹ một chút, em đây là lần đầu tiên của em. Khuôn mặt và cổ anh thu gọn thành một đường thẳng, đây cũng là lần đầu tiên của anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên cổ và cầm cô, cũng không vội làm gì, cố gắng hết sức kiềm chế ngọn lửa trong người, giúp cô thích ứng hơn. Cơ thể tăng du dần dần mềm xuống, thở hổn hển, cô lại cảm thấy rất xấu hổ, dùng sức cắn chặt môi, ngăn không cho bản thân phát ra âm thanh. Thẩm bồi xuyên để cô thả lỏng. Em không, căng thẳng. Tang Du nói. Thẩm bồi xuyên hôn lên chán cô, rõ ràng trong phòng rất lạnh, nhưng hai bên chán cô lại lấm tấm mồ hôi. Thẩm bồi xuyên ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc của cô, thấp giọng nói, anh cũng rất căng thẳng. Chương 763, quần áo họa tiết hoa trông sẽ trẻ trung hơn đó. Tang Du chỉ muốn nói anh là kẻ lừa gạt, anh là đàn ông, anh căng thẳng cái gì, thì nhìn thấy những đường gân xanh trên cổ anh nổi lên. Rõ ràng anh vừa tắm xong, mà cơ thể đã chảy rất nhiều mồ hôi rồi. Thẩm bồi xuyên chạm vào má cô, anh lo sẽ làm em sợ. Tang Du rẻ rặt nhìn anh, rõ ràng anh rất muốn, nhưng vẫn cố khống chế bản thân, tim cô cũng trở nên mềm mại, chủ động ôm lấy anh, em không sợ anh một chút nào. Cô ghé vào tay anh, mềm mại nói, em đã là người của anh rồi. Khi cả hai người đều đã sẵn sàng, không khí cũng cũng vừa vặn để trở thành cặp vợ chồng thực sự, thì cả hai đều choáng váng. Tang Du nhìn xuống cơ thể mình, từ chê giường đột ngột đứng dậy chạy vào nhà tắm. Thẩm Bồi Xuyên ngây người nhìn vết máu chê giường, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Một lúc sau anh mới bình tĩnh trở lại, mặc dù sự ca động trong cơ thể vẫn chưa giảm bớt, nhưng não anh đã trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Một lúc sau, Tang Du mặc quần áo đi ra, cô cúi thấp đầu, hai tay nắm vạt áo, "Xin lỗi, bình thường em không bị vào lúc này, không biết sao tháng này lại bị sớm." thẩm bồi xuyên ngồi bên mép giường gấp lại áo choàng tắm nói không sao không phải lỗi của em nhìn thấy thẩm bồi xuyên khó chịu trong lòng cô rất áy náy cô bước đến để em dọn lại giường thẩm bồi xuyên nói không cần em ngồi xuống đi để anh dọn cho thẩm bồi xuyên mặc dù không tình nguyện nhưng cũng không có cách nào khác cũng không thể nào làm cuộc chiến đẫm máu tang du đứng ở một bên cụp mắt xuống trong lòng nghĩ đến bà di tại sao sớm không đến muộn không đến lại đến đúng vào lúc này cơ chứ bầu không khí hôm nay rõ ràng rất tốt nhưng lại bị vị khách không mời hủy hoại như thế cô cắn môi giật lấy ga giường trong thay thẩm bồi xuyên chân tay anh vụng về làm không tốt bằng em để em dọn cho cô nhanh chóng tháo chiếc ga giường dính máu xuống đổi lại bộ chăn ga sạch sẽ cô cho ga giường vào máy giặt giặt sạch để thẩm bồi xuyên ngủ cô đi đến phòng khách gấp gọn đống quần áo khi nãy Cô ngồi trên ghế sofa, từng bộ quần áo được gấp ngay ngắn, gọn gàng, cô ngây người nhìn chồng quần áo đặt trên bàn. Thẩm bồi xuyên đến bên ghế sofa, ôm lấy cô, nói, em đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Tăng Du cụp mắt xuống, cô luôn cảm thấy trách bản thân. Trong lòng càng cảm thấy có lỗi với anh. Thà rằng không bắt đầu, rõ ràng mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Thẩm bồi xuyên véo má cô, được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Tăng Du ngước đầu nhìn anh, anh có ngủ được không? Thẩm Bồi Xuyên ho nhẹ. Anh vừa uống một chai nước đá, có chút buồn ngủ rồi. Tang Du bĩu môi, nhưng em không ngủ được. Thẩm Bồi Xuyên gãi nhẹ mũi cô, em tự gây khó dễ cho bản thân sao? Tang Du dùng sức gật đầu, em chính là tự gây khó dễ cho bản thân. Rõ ràng trước đây đều đến rất đúng ngày, thỉnh thoảng có bất thường cũng là chậm vài hôm, lần này tự nhiên lại đến sớm, không phải chống đối em thì là gì? Thẩm Bồi Xuyên ôm cô lên, được rồi, em đừng nghĩ nữa, đi ngủ thôi. Đặt cô lên giường, Thẩm Bồi xuyên ôm cô, "Muộn lắm rồi em." Tang Du lật người, nép vào vòng tay anh, nhắm mắt, ở trong vòng tay anh cô có thể bình tĩnh lại, mặc dù trong lòng vẫn chưa thể vượt qua sự việc ngày hôm nay, nhưng tâm trạng cô đã tốt hơn rất nhiều. Tang Du ngủ rất muộn, Thẩm Bồi xuyên ngủ sớm hơn cô một chút. Buổi sáng anh cũng thức dậy trước. Lúc anh thức dậy, Tang Du vẫn đang ngủ say, anh cũng không đánh thức cô, mà nhẹ nhàng ra khỏi giường. Anh đem ga giường đã giặt hôm qua phơi lên, Độc thân lâu như thế, trừ việc không biết nấu cơm, có rất nhiều việc anh có thể làm tốt. Chê đường mua đồ ăn sáng về, anh đi qua siêu thị, liền bước vào mua thêm túi đường nâu. Sau khi trở về, Tang Du vẫn đang ngủ, hơn nữa cũng không có động tĩnh là đã tỉnh dậy, Thẩm Bồi xuyên đặt đồ ăn sáng lên bàn, đường nâu cũng đặt lên bàn, anh đun một ấm nước sôi, đổ vào bình giữ nhiệt, làm xong mọi việc mà Tang Du vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh mặc quần áo, cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay chê cục rất bận, chuyện của bà phải đợi đến lúc anh tan làm mới có thể giải quyết. Bởi vì tống cục từ chức, hiện giờ mọi chuyện trong cục tạm thời do thẩm bồi xuyên xử lý, công việc tổng cục để lại cho anh không ít, hiện tại đều do anh xử lý, đến khi nào cấp chê chọn được người tiếp quản vị trí. Bệnh viện, tần nhã thuận tiện ở lại chăm sóc tô trạm, cũng không kê thêm giường, cô ngồi luôn chê ghế cạnh giường nghỉ ngơi. Bởi vì ban đêm phải thức dậy nhiều lần để kiểm tra tình hình của tô trạm, vì vậy đã 8 giờ rồi cô vẫn chưa tỉnh dậy nghe thấy tiếng cửa mở cô mới tỉnh dậy là bác sĩ đến phòng kiểm tra tần nhã vào nhà vệ sinh rửa mặt bác sĩ kiểm tra vết thương trên người tô chạm vẫn cần phải nằm theo dõi thêm một thời gian chưa được một tuần không được xuống giường đi lại tần nhã đi đến hỏi anh ấy khi nào có thể tỉnh lại bác sĩ ho nhẹ một tiếng nhìn người nằm trên giường một cái nói điều này cũng không thể nói chính xác được cô nói chuyện với anh ấy nhiều một chút không chừng có thể đánh thức ý thức của anh ấy thực ra bác sĩ muốn nói nói chuyện với anh ấy nhiều chút, để xem liệu có thể khơi dậy lương tâm của anh, ngừng hành hạ những người yêu thương anh hay không. Tần Nhã nói, tôi hiểu rồi. Cố gắng chăm sóc anh ấy, có việc gì cô cứ đến bàn y tá gọi tôi. Bác sĩ nói. Tần Nhã gật đầu, tiễn bác sĩ đi, cô quay lại ngồi lên ghế trong phòng bệnh, yên tĩnh nhìn anh. Khẽ mở miệng, cổ họng không biết bởi vì vừa thức dậy, hay là do khóc vì buồn, mà rất khàn, tô chạm, em đã không làm khó anh nữa rồi, khi nào anh mới tỉnh lại. Bà nội tuổi đã cao, không chịu nổi anh giày vò như thế đâu. Anh mau tỉnh lại đi. Tần nhã cười, đến khi nào chú mới có thể nghiêm túc một chút. Tô tạm nhẹ nhàng mở mắt ra, quay đầu nhìn thấy tần nhã đang đứng trước cửa sổ. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt cô, nhưng có thể cảm nhận được cuộc nói chuyện giữa cô và Thiệu Vân rất tự nhiên. Tâm trạng cô cũng thoải mái hơn nhiều. Chú luôn rất nghiêm túc, chỉ có cháu cảm thấy chú không nghiêm túc là bởi vì chú thích mặc quần áo hoa. Nhưng mà quần áo hoa thì trông trẻ trung hơn mà. Tần nhã, Quần áo hoa sao có thể nói là trông trẻ trung hơn được? Chương 764, có thể đi làm diễn viên rồi đấy. Những người thích quần áo hoa đều là những người lớn tuổi, cái gọi là già vẫn thích xinh đẹp. Không cần cười nhạo quần áo của chú." Thiệu Vân bên kia rít gào. Rõ ràng là lời nói của Tần Nhã đã chọc giận ông ấy. Tần Nhã cười, "Được rồi, cháu không nói nữa được chưa? Này còn khá tốt, nhanh gửi địa chỉ cho chú đi." Vốn Thiệu Vân cũng không thật sự tức giận, ông ấy tỏ ra như vậy cũng chỉ để làm sinh động bầu không khí thôi biết cô ấy ở bên này phải chăm sóc tô chạm nên tâm trạng không được tốt muốn để cô ấy vui vẻ hơn tần nhã bèn đọc địa chỉ cho ông ấy thiệu vân nói đã biết hai người nói câu tạm biệt rồi cúp điện thoại tần nhã xoay người tô chạm nhắm hai mắt lại trong lòng lo lắng không thôi trực giác này không chỉ phụ nữ mới có đàn ông cũng có tô chạm đã bắt đầu cảm thấy nguy cơ thật không phải anh ta không tin tần nhã mà là sợ hãi lâu ngày sinh tình lúc ở thành phố c cô ấy luôn ở cùng Thiệu Vân, khẳng định có nảy sinh tình cảm. Cho dù đó không phải tình cảm nam nữ, đây vốn là bản tính của con người. Tần Nhã đi lấy nước, quay về bèn lau mặt và tay cho Tô Trạm. Tô Trạm cố ý giả vờ giật giật ngón tay, anh ta không thể tiếp tục giả vờ chưa tỉnh được nữa, chẳng may dọa Tần Nhã chạy mất thì phải làm sao bây giờ? Như vậy chẳng phải mất nhiều hơn được à? Tần Nhã phát hiện tay anh ta giật giật, lập tức ca động nắm lấy tay anh ta. Tô Trạm, Tô Trạm, Tô Trạm không phản ứng, Tần Nhã còn tưởng mình xuất hiện ảo giác, cẩn thận quan sát tay anh ta, một lúc sau lại thấy tay anh ta giật giật lần nữa, nhưng lần này anh ta cố ý giật mạnh hơn. Lần này Tần Nhã xác định mình đã nhìn thấy, vội vàng đi gọi bác sĩ đến xem. Bác sĩ đi đến kiểm tra, thầm nghĩ đã tỉnh thì cứ tỉnh đi, còn giả vờ hôn mê như thật, không đi làm diễn viên cũng thật đáng tiếc. Nhưng đã bị hối lộ, anh ta cũng chỉ có thể phối hợp đóng kịch. Tần Nhã đứng ở bên cạnh, khẩn trương khỏi, có phải anh ấy sắp tỉnh rồi không? Lúc này, tô chạm lén kéo tay áo của bác sĩ. Bác sĩ hiểu ý nói, người bệnh có thể cử động như vậy chứng tỏ anh ta đã có ý thức. Tần Nhã gật đầu, lại hỏi, vậy khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại? Bác sĩ suy nghĩ một lát rồi nói, có thể là bất cứ khi nào. Tần Nhã gật đầu, thầm thở vào nhẹ nhõm. Có việc lại gọi tôi. Bác sĩ nói. Tần Nhã trả lời, vâng, cảm ơn anh. Trong lòng bác sĩ không tránh khỏi ánh náy, không cần cảm ơn, đây đều là trách nhiệm của tôi. Bác sĩ đi rồi, Tần Nhã tiếp tục rửa mặt cho Tô Trạm. Cô ấy đi đổi nước, quay trở về phát hiện Tô Trạm đã tỉnh. Tô Trạm khẽ gọi, Tần Nhã. Lúc này, anh ta giả vờ quả thật rất giống như người suy yếu do vừa mới tỉnh lại. Tần Nhã cầm tay anh ta, anh tỉnh rồi. Tô Trạm nhìn cô ấy, em làm sao vậy? Anh xảy ra tai nạn xe cộ, em có thể không tới sao? Nhưng mà anh tỉnh lại là tốt rồi. Tần Nhã nói với giọng khàn khàn, nước mắt chảy ra là bởi vì cô ấy quá mức vui sướng. Tô chạm ngẩng đầu lau nước mắt cho cô ấy, "Anh không sao rồi, em còn khóc cái gì?" Tần Nhã không nói lời nào, chỉ là cảm thấy trong lòng khó chịu, nhưng khó chịu cái gì thì cô ấy cũng không nói rõ được. Tô chạm ấy náy, vươn tay ôm cô ấy, "Xin lỗi em." Tần Nhã nằm trong ngực Tô chạm, bả vai run run, cô ấy không nói lời nào. Giống như không có lời nào có thể diễn tả được nội tâm đầy tuổi hờn của cô ấy, nhưng tủi thân cái gì, chính cô ấy cũng rất mơ hồ. Cốc cốc Lúc này, ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa, tần nhã. Đứng dậy lau mặt rồi đi mở cửa, là nhân viên giao hàng. Ngoài trời khắc nóng, đầu cậu ta đầy mồ hôi. Tô chạm nói, gọi điện thì có thể để tối nay gọi, cơm cũng có thể để đến tối ăn. Giờ khắc này, anh chỉ muốn ôm em thôi. Khi xảy ra tai nạn xe cộ, thật sự rất nguy hiểm, lúc ấy anh ta cũng sợ hãi. Sợ hãi thật sự sẽ chết đi, trong đầu hiện lên khuôn mặt của tần nhã. Anh ta sợ mình sẽ không còn gặp lại cô ấy nữa. Tần Nhã im lặng đứng thẳng người lên. Tô chạm nhanh chóng ôm chặt hơn, "Em đồng ý với anh, dù xảy ra chuyện gì thì cũng không rời khỏi anh, có được không?" Tần Nhã không có kiên nhẫn nói nhiều với anh ta, "Được rồi, đây là bệnh viện, để người khác nhìn thấy thì không tốt, anh nên ăn chút gì đi." Tô chạm nghĩ, cô ấy còn chưa ăn cơm, bèn buông tay ra. Chương 765: Kỳ nghỉ kéo dài 3 tháng. Tần Nhã thoát khỏi lồng ngực anh ta, "Đi lấy đồ ăn lại đây." Tô Trạm nói, "Anh không ăn đâu." Tần Nhã đứng nhìn anh ta, là vì vừa mới tỉnh lại nên không muốn ăn sao?" Tô Trạm nói, "Có lẽ là như vậy, miệng anh khô lắm." Tần Nhã đặt đồ ăn xuống, đi rót một cốc nước cho anh ta. Tô Trạm nhận lấy, đưa đến bên miệng rồi uống hết nước trong cốc, quả thật miệng anh ta rất khô, uống hết cả cốc nước mới thấy đỡ phần nào. Tần Nhã nhận lấy cốc nước trống không, Tô Trạm ngẩng đầu nhìn cô ấy, "Em còn chưa ăn sáng, em ăn chút gì trước đi." Tần Nhã đặt chén lên bàn rồi ngồi xuống ghế, nhưng cô ấy lại không muốn ăn gì cầm đũa trong tay mà không gấp gì cả, chỉ không ngừng và cơm vào miệng. Lòng cô ấy không ngừng đắn đo, cuối cùng vẫn nói, em nói với bà nội rồi, em đồng ý mang thai hộ. Lúc còn hôn mê, tô chạm đã nghe được rồi, nhưng giờ phút này nghe chính miệng cô ấy nói ra, không hiểu sao trong lòng lại vô cùng chua sót. Ban đầu cô ấy không chấp nhận. Dù không phải là con gái nhưng anh cũng biết lý do của việc này. Thế mà bây giờ cô ấy lại đồng ý vì anh. Tô chạm muốn bước xuống giường bệnh, tần nhã vội tiến đến dìu anh ta, anh còn đang bị bệnh, hiện tại vẫn chưa thể xuống giường được. tô chạm nói không có việc gì, anh ta không thể nói ra lời cảm ơn đối với tần nhã mà nói lời cảm an cũng không thể bù đắp hay trấn an cô được. điều anh ta có thể làm chính là ôm cô ấy vào ngực, nói cho cô ấy em còn có chỗ dựa. sau khi bình tĩnh, tần nhã gọi điện thoại cho bà cụ, nói bà tô chạm đã tỉnh, lúc này bà cụ cũ cũng sắp đến đây rồi. cũng nói xong rồi, dưới sự giúp đỡ của hộ sĩ, bà cụ nói hôm nay bà có thể xuất viện, bởi vì hôm nay thẩm bồi xuyên không có thời gian còn chưa giúp bà đi làm thủ tục xuất viện, Tần Nhã bèn nói để cô ấy đi làm. Bà cụ lôi kéo tay Tần Nhã, cảm ơn cháu. Tô chạm nhìn hai người làm lành, trong lòng thoải mái hơn không ít, cũng không cảm thấy khó xử vì bị kẹp ở giữa. Chúng ta là người một nhà. Nói xong, anh ta nhìn về phía Tần Nhã, cô ấy vì cháu mà phải hy sinh rất nhiều. Bà nội, sau này bà đối xử tốt hơn với cô ấy nhé. Bà cụ đột nhiên đỏ mắt, hung hăng lườm tô chạm, trong lòng cháu bà là người không tốt như vậy à. Trước kia bà rất thích Tần Nhã, hiện tại cũng trước sau như một, nội tâm lại càng thêm áy náy, bà chịu tất cả những áp lực này là vì cái gì? Còn không phải là muốn để Tô Trạm có được đứa con ruột sao? Hiện tại Tô Trạm còn muốn trách bà, Tần Nhã vội giải thích thay Tô Trạm, Tô Trạm không có ý này đâu ạ. Bà cụ lau nước mắt, không cần biết nó có ý này hay không, cái dành người xấu này bà định rồi, bởi vì bà không quan tâm đến sức khỏe của cháu không tốt, không nên vì chuyện đứa con, chính là bà sai, nhưng bà cụ đỏ mắt nhìn Tần Nhã bà không hối hận, chẳng sợ trong lòng cháu hận bà, bà cũng phải làm như vậy, bà không thể. Cháu biết, bà nội, bà không cần nói nữa, cháu hiểu tâm tư của bà, cho nên cháu đồng ý lùi một bước. Tần nhã rũ mắt, nhìn tô chạm nằm trên giường, không biết từ lúc nào, hai người đã rất ít khi xảy ra tranh cãi. Nếu tô chạm không còn, tranh cãi cũng không có ý nghĩa, còn lại chỉ sợ chỉ có hối hận. Cô sợ chính mình sẽ hối hận, cho nên lúc tô chạm còn hôn mê, cô đã nói ra lời nhượng bộ, cô đồng ý mang thai hộ, có đôi khi cô cẩn thận suy nghĩ, thật ra tìm người mang thai hộ cũng không phải không thể, ít nhất giống như bà nói, sau khi tô chạm có con, đứa bé cũng sẽ gọi cô là mẹ, coi như bù lại, khuyết điểm không thể làm mẹ của cô. Cháu vẫn luôn là đứa bé ngoan, bà cụ đỏ mắt nói. Tần nhã im lặng không nói gì. Đứa bé ngoan, cô không nghĩ rằng mình tốt. Nếu tốt, lúc trước cũng không ích kỷ chỉ lo cho cảm nhận của bản thân, không cho tô chạm có con. Cô không tốt, bởi vì tô chạm đã tỉnh lại, không cần ai thúc trực bên cạnh nữa. Có gì không thoải mái đều có thể gọi y tá hoặc bác sĩ. Tần Nhã đi làm thủ tục xuất viện cho bà cụ, còn phải trả tiền cho hộ sĩ của bệnh viện. Người giúp việc trong nhà đã rời đi, lại phải tìm người giúp việc mới. Quan Kình chỉ có thể chấp nhận. Anh ta nói, tôi đi trước đây. Tông cảm hạo vẫy tay. Lúc này điện thoại di động trên bàn đổ chuông. Anh cầm lấy xem, là Lâm Tân Ngôn gọi đến. Chương 766, hộ lý điều dưỡng nói là nhờ anh giúp tần nhã một việc bây giờ quan kình rời khỏi công ty nên chuyện này phải qua tay anh bây giờ phải giải quyết công việc do quan kình để lại sao anh có thời gian đi tìm hộ lý điều dưỡng huống chi anh chưa từng làm những chuyện như vậy bao giờ quan kình anh gọi quan kình đang mở cửa lại giúp tôi một việc quan kình nói được anh nói đi tông cảnh hạo nhờ quan kình tìm tần nhã giúp cô ấy tìm một hộ lý điều dưỡng đáng tin cậy quan kình nói không thành vấn đề gì sau đó đi luôn tần nhã không đến bệnh viện gặp lâm tân ngôn bây giờ bà cụ đã xuất viện không có ai bên cạnh nên cô ấy tạm thời phải trông nom chân bà đi đứng bất tiện bên cạnh không thể không có người nào đưa bà cụ đến lại sợ làm phiền lâm tân ngôn nghỉ ngơi vì vậy đợi ở bệnh viện nơi bà cụ được xuất viện quan kỉnh lái xe đi tìm họ đi với tôi đi tôi đưa hai người đến đó quan kỉnh đi tới nói tần nhã nói vậy làm phiền anh quan kỉnh nói không phiền đưa bọn họ ra khỏi bệnh viện giúp tần nhã đưa bà cụ lên xe anh ngồi vào vị trí lái xe tôi biết một công ty quản gia rất đáng tin cậy người trong công ty bọn họ đều đã qua đào tạo hơn nữa tư chất cao chắc chắn cô có thể tìm được người phù hợp tần nhã nói tôi không rõ nơi này cho lắm vậy nên còn phải cảm ơn anh giúp đỡ cảm ơn làm gì giám đốc hạo đã giao phó tôi nhất định sẽ khiến hai người hài lòng quan kình cười nói tần nhã không nói nữa trong xe nhanh chóng trở nên yên lặng mọi người đều không nói chuyện ban ngày đi đường có rất nhiều xe, thường xuyên bị tắc, đến công ty mà Quan Kình nói phải mất gần một giờ. Quan Kình đã quen mặt chỗ này, vừa bước vào đã được đưa phòng tổng giám đốc tiếp đón, biết rằng anh ta là khách hàng lớn. Lần này là cần gì vậy? Giám đốc nhiệt tình rót nước. Quan Kình nói không phải anh ta cần, cô nhã, cô có yêu cầu gì thì cứ nói với anh ấy, anh ấy sẽ giúp cô tìm được người thích hợp. Tần nhã không tự quyết mà hỏi bà cụ, dù sao mục đích cô ấy tìm hộ lý điều dưỡng cũng để chăm sóc bà ấy, phải để bà ấy thích mới được tổng giám đốc mỉm cười cô có yêu cầu gì cứ nói nhân viên ở đây đều được đào tạo chuyên nghiệp bà cụ nói nhất định phải siêng năng thứ hai là tính cách phải hoạt bát bà ấy không cử động được chân phần lớn thời gian đều ở nhà không có ai trò chuyện nên rất nhàm chán nên mong có ai đó bầu bạn vừa siêng lại thích nói chuyện có yêu cầu gì về tuổi tác không tổng giám đốc hỏi bà lão suy nghĩ một chút nói không yêu cầu về mặt này tuổi tác đối với bà mà nói không quan trọng quan trọng là có sở hữu những gì bà đề cập không. Giám đốc cười nói, vậy mọi người chờ ở đây một lát, ta chọn mấy người phù hợp tới, để anh, chị và bà xem thử. Quan kình nói được. Tổng giám đốc đi ra ngoài một lúc, dẫn theo 5 người, đều là phụ nữ, đều đã ngoài 40 tuổi. Chỉ có người đứng ở cuối là ngoại lệ, người này rất trẻ, tóc vừa đen vừa dài, thắt bím đuôi sam. Giáng dấp cũng mặn mà, đứng giữa một hàng phụ nữ trung niên, đặc biệt nổi bật. Ngài Tổng Giám Đốc còn giới thiệu đặc biệt, cô ấy là người miền núi, là con cả trong nhà, bên dưới còn có hai em trai và một em gái. Vì nhà nghèo nên cô ấy phải bỏ học đi làm, rất siêng năng, cũng rất giỏi ăn nói. Quan kỉnh xua tay, cái này không cần thiết, không phải xem thường, cũng không phải không cho cơ hội, mà cảm thấy tìm hộ lý chăm sóc người ra không thể. Tìm người quá trẻ được, tìm hộ lý là phải tìm người làm được việc, đưa một cô gái trẻ đẹp đến trước mặt anh ta làm cái gì. Trên TV có bao nhiêu trường hợp ông chủ nhà vào cô giúp việc lập lờ ra trò rồi. Đương nhiên anh ta không nhằm vào tô chạm, chỉ có điều anh ta cảm thấy không ổn lắm thôi bà cụ nói, bà thấy rất được mà. Bà hỏi một câu, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cô hộ lý trẻ nói, năm nay cháu 19 tuổi. Cô gái có giọng nói trong trẻo, nói năng rõ ràng, bà cụ có rất có thiện xê giờ em. Còn trẻ thật đấy, cháu tên gì? Bà cụ lại hỏi. Cháu tên là Trần Tuyết. Cô ta cười trả lời. Bà cụ gật đầu. Tổng giám đốc không dám thúc ép bà. Cô gái này là do một người bạn giới thiệu vì còn trẻ nên khi đến nhiều người không muốn nhận, chê trẻ quá, hơn nữa còn có dáng dấp. Gia đình có thể thuê hộ lý điều dưỡng, thường điều kiện đều khá tốt, nhận người trẻ vào làm việc, lại sợ xảy ra mấy chuyện ngoại tình máu chó, cho nên hộ lý trẻ không được ưa chuộng. Tần Nhã đưa bản hợp đồng cho anh ta. Sau khi thấy không có vấn đề gì, Tần Nhã ký hợp đồng. Mức lương hàng tháng là 30 triệu, bao gồm cả tiền ăn và ở. Cái giá này nhờ nể mặt quan kình nên mới được giảm. Nói chung, những hộ lý, hay bảo mẫu ở công ty này đều phải từ 35 triệu một tháng trở lên. Mức lương không thấp, so với mặt bằng chung cũng khá cao. Sau khi rời khỏi công ty dịch vụ giúp việc, Quan Kình đưa họ trở lại nhà họ Tô. chương 767, thiệp mời đám cưới. Bởi vì Tô Trạm còn ở bệnh viện, Tần Nhã phải trở lại bệnh viện chăm sóc Tô Trạm, nên ở nhà không được bao lâu. Bà cụ nói, cháu yên tâm đi, bây giờ trong nhà có người rồi. Tần Nhã gật đầu, bảo hộ lý mới đến chăm sóc bà cụ. Em sẽ chăm sóc bà, chị yên tâm đi. Trần Tuyết nói. Tần Nhã đi rồi, Quan Kình vẫn chưa đi, nhân tiện đưa cô ấy đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, cô ấy phát hiện Thẩm Bồi Xuyên đang ở đó. Vốn hôm nay những chuyện này là Thẩm Bồi Xuyên làm, tuy nhiên sau khi cục trưởng Tống đi, anh ấy càng nhiều việc, phải đợi sau khi tan làm mới có chút thời gian ra ngoài. Sau khi đến bệnh viện, anh ấy mới biết bà cụ đã xuất viện nên đến thăm Tô Trạm. Tô Trạm nói với anh ấy, Tần Nhã đã xử lý xong mọi chuyện. Thẩm Bồi Xuyên lúc này mới yên tâm tới, nhìn anh ta, nói đùa, không giả vờ à. Tô chạm cười khổ một tiếng cứ giả vờ nữa tôi sợ sôi hỏng bỏng không làm sao bị phát hiện à thẩm bồi xuyên không hiểu ý của anh ta tô chạm không thể nói thể giải thích được nhưng không giải thích lại thấy không ổn không ngay lúc này tần nhã mở cửa đi vào hỏi anh ta không cái gì tô chạm nói không có gì vừa hỏi cậu ta tân hôn ổn không anh ta cố ý đổi chủ đề dùng thẩm bồi xuyên đánh lạc hướng thẩm bồi xuyên tần nhã nói anh Bồi Xuyên đột nhiên kết hôn, chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì cả. Sau này em có thể bù lại cho anh. Thẩm Bồi Xuyên nói, nếu em đến rồi, vậy anh đi đây. Thẩm Bồi Xuyên đứng dậy, nghĩ để lại không gian cho họ. Tô Trạm cố ý trêu chọc anh ấy, bởi vì có người ở nhà đợi, nên chắc muốn nhanh về nhà làm nóng người. Thẩm Bồi Xuyên cực kỳ muốn xé miệng anh ta, anh ấy hừ lạnh, hôm nay tôi nể mặt tần nhã, nên bỏ qua cho cậu. Tô Trạm cười, không phải anh thấy tôi là người bệnh, thương tích đầy mình, nên mới bỏ qua cho tôi sao? thẩm bồi xuyên cười ha ha một tiếng cậu chưa đặt cái tầm đó nói xong anh ấy chào hỏi tần nhã rồi đi ra khỏi phòng bệnh tần nhã đi tới hỏi tô chạm có khá hơn không tô chạm nói cảm thấy khỏe hơn rồi kéo tần nhã ngồi ở bên giường có mệt không tần nhã lắc đầu nói không mệt anh thấy em rất mệt mỏi tô chạm thấy sắc mặt tần nhã không tốt mấy ngày nay cô không nghỉ ngơi anh xoa xoa mu bàn tay cô tiểu nhã ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn sau đó về nhà đi lần trước chỉ tổ chức đám cưới nhưng chưa đi đăng ký anh vẫn đang bị thương tần nhã bảo anh ta đừng nghĩ vớ vẩn nữa không sao ở nhà hồi phục cũng vậy chỉ khác là vết thương ở đầu nặng hơn chút mấy ngày nữa đi tháo băng là được ở trong bệnh viện thật sự chán quá rồi bác sĩ nói có thể không tần nhã hỏi tô chạm đáp anh hỏi rồi bác sĩ nói có thể tần nhã nói vậy thì theo ý anh tiểu nhã em thật tốt Tô chạm nắm lấy tay cô ấy, hôn lên môi cô ấy, anh không chăm sóc em, lại phải để em bận lòng chăm sóc anh. Việc này khiến anh cảm thấy rất có lỗi. Tần nhã mím môi, một lúc sau mới nói, chúng ta không phải là người nhà sao. Cần gì phải khách sáo với em như vậy. Nếu như thực sự thấy có lỗi với em, vậy anh đối xử với em tốt hơn là được. Tô chạm ngồi dậy, động đến vết thương trên người, có chút đau nhưng cũng không biểu hiện ra, vùi đầu vào trong vòng tay của tần nhã. Tần nhã không dám chạm anh vì sợ đụng vào vết thương của anh nên chỉ ngồi nói, tô chạm, sao anh giống như một đứa trẻ vậy? Tô chạm úp mặt trong ngực cô mẻ nheo, vậy sau này em xem anh là con trai em đi. Tần nhã, vớ vẩn. Tần nhã không nhịn được cười, vươn tay vỗ lưng tô chạm, không dùng lực nhưng tô chạm vẫn nũng nĩu nói, đau quá, xoa cho anh đi. Đây là bệnh viện, anh đừng mè nheo. Tần nhã kêu anh ta dậy, tô chạm cũng ngoan ngoãn đứng dậy. Anh gọi y tá vào kê thêm giường. Buổi tối em nghỉ ngơi cho khỏe đi, mấy hôm nay em ngủ không ngon, mắt thâm quầng rồi, Tần Nhã ư một tiếng. Buổi tối, Tần Nhã ngủ chê giường đã kê thêm, mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt nên buổi tối cô ngủ rất sâu. Nhưng tôi chạm lại mất ngủ, anh ta xuống giường đi đến giường của Tần Nhã, mượn ánh sáng nhìn cô ấy. Sáng mai em sẽ gọi điện thoại. Lâm Tần Ngôn giúp anh cởi áo, anh đi tắm rồi đi ngủ đi, muộn lắm rồi. Tông Cảnh Hạo chốc lát nhìn cô thật sâu, cuối cùng cũng không nói gì, đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm rửa. Tắm rửa xong trở ra sớm, Lâm Tần Ngôn đã mơ màng muốn ngủ, Lúc này điều hòa không ở chế độ làm lạnh, cô thấy ấm, không đắp chăn, mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, nằm úp sấp, bụng đã nhô cao. Anh bước tới, cúi người đưa tay vuốt nhẹ bụng cô. Lâm Tân Ngôn vươn tay nắm lấy góc áo của anh. Tông Cảnh Hạo nhìn tay cô, hỏi, thế là có ý gì? Không cho anh chạm vào sao? Lâm Tân Ngôn cười, lắc đầu, thấp giọng nói, không phải, em cảm thấy ngứa. Chương 768, biết anh sẽ không đồng ý, Tông cảnh hạo mỉm cười, ngón tay đi lên, cuối cùng dừng trước ngực cô, hỏi, ở đây có ngứa không? Lâm tần ngôn nắm lấy tay anh, bảo anh đừng đùa nữa. Tông cảnh hạo cười khẽ, rõ ràng là em làm phiền anh. Lâm tần ngôn cử động thân thể, tìm một tư thế thoải mái, cười hỏi, em làm phiền anh lúc nào? Tông cảnh hạo cong môi, em nói thử xem. Em không biết, anh nói cho em biết đi. Lâm tần ngôn tinh nghịch nói. Tông cảnh hạo cười bất lực, vươn tay nhéo mũi cô, em, thật là một tiểu yêu tinh. Lâm Tân Ngôn vỗ tay, đau. Tông Cảnh Hạo buông cô ra, nằm xuống bên cô, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào ô cô, khỏe mạnh sinh con chúng mình ra. Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu lên, hôn lên cằm anh, nói, con của chúng mình sẽ bình an ra đời. Sau đó, cô không nói nữa, Tông Cảnh Hạo cũng mệt, sớm ngủ thép đi. Lâm Tân Ngôn thức dậy lúc 6 giờ sáng, cô lấy điện thoại di động gọi cho Văn Hiểu Tịch, muốn bảo với anh ấy, cô không thể tham dự đám cưới của anh ấy, kể từ sau đám cưới, cô thường xuyên liên lạc với Văn Hiểu Tịch, hai người thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhau. Anh ấy cũng quan tâm đến việc khi nào Lâm Tân Ngôn sẽ sinh. Lâm Tân Ngôn không nói với anh ấy về tình hình của mình, cũng không muốn khiến mọi người lo lắng về cô, huống chi anh ấy ở trong quân đội rất bận rộn. Ít khi có thời gian trở về, đám cưới này cũng phải được phê chuẩn nghỉ phép mới có thời gian tổ chức. Lâm Tân Ngôn cũng muốn đi, không phải là thế nào với Văn Khuynh, đối với Văn Hiểu Tịch, bọn họ không nên tiếp tục sai lầm của thế hệ trước nhưng không thể không để ý đến tình trạng của mình chẳng mấy chốc đã gọi được lâm tân ngôn còn chưa kịp nói văn hiểu tịch đã nói khi nào thì tới có cần anh đi đón không lâm tân ngôn định nói nhất thời nghẹn lại không biết phải trả lời như thế nào sao không nói gì văn hiểu tịch người được có gì đó khác thường có phải đã xảy ra chuyện gì không lâm tân ngôn vội vàng nói không chỉ là hiểu tịch em sợ em không thể đến dự đám cưới của anh em tại sao cô chưa kịp nói hết lời văn hiểu tịch đã ngắt lời cô thất vọng hỏi vì bố anh lâm tân ngôn rũ mắt xuống không phải thế thì là sao thân thể của em không ổn lắm không thể nào văn hiểu tịch hoàn toàn không tin lời lâm tân ngôn trước đây cô chưa từng nói sức khỏe của mình không tốt thỉnh thoảng anh hỏi thăm tình trạng của cô cô cũng nói không sao sao bảo cô tới tham dự hôn lễ của anh ấy cô lại bảo mình không khỏe còn không phải muốn tránh né bọn họ sao anh ấy cứ nghĩ họ không còn cần bận tâm về chuyện của thế hệ trước nữa họ chỉ cần trân trọng hiện tại những người trước đây và những việc trước đây đều không liên quan đến họ em không đến được anh rất thất vọng chúng ta đã lâu không gặp nhau anh muốn nhân cơ hội này để gặp em anh cũng muốn tại thời điểm quan trọng trong cuộc đời anh em có mặt em biết mà vẫn còn muốn đi giọng tông cảnh hạo trầm xuống ở giai đoạn này của thai kỳ đã rất nguy hiểm cô mà đi lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao nếu khỏe thì anh sẽ không can thiệp hơn nữa anh cũng có thể đi cùng cô với điều kiện là cô khỏe mạnh nhưng tình hình hiện tại như thế nào không chỉ cô mà còn cả con của họ anh không sẵn sàng chấp nhận bất kỳ rủi ro nào lâm tân ngôn buông tay biết anh sẽ không đồng ý chương 769 tự kiểm điểm cho tốt tông cảnh hạo hỏi em giận à lâm tân ngôn lắc đầu nói không nhưng trong lòng cảm thấy không thoải mái trang tử khâm măng bữa sáng đến Tông Cảnh Hạo nhất chăn lên, bế cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Sau cô quay lại đặt cô ngồi trên ghế trước bàn. Lâm Tân Ngôn nói: Hiện tại em không muốn ăn, đặt em lên giường đi. Tông Cảnh Hạo đặt cô lên giường, cô kéo chăn quay lưng về phía anh. Anh ăn trước đi, em hơi buồn ngủ, em ăn sau. Trang Tử Khâm sắp xếp đồ ăn rồi bước tới. Ban ngày con ngủ, buổi tối lại ngủ. Bây giờ vẫn còn ngủ được. Ăn trước đi, để lát nữa thì nguội mất. Bà không biết Lâm Tân Ngôn đang giận Tông Cảnh Hạo đi tới thuyết phục lâm tân ngôn con ăn không phải cho mỗi con còn phải nghĩ đến đứa bé trong bụng chứ mau đứng dậy ăn cơm đi lâm tân ngôn không nói lời nào tông cảnh hạo đứng bất động mặt không cảm xúc nhìn cô trang tử khâm nhìn đi nhìn lại hai người tựa như nhận ra họ đang cãi nhau bà không biết ai đúng ai sai nhưng bà nghiêng về lâm tân ngôn trước hai đứa cãi nhau à sức khỏe của ngôn ngôn bây giờ thế nào anh biết rõ nhất anh vẫn còn cãi nhau với con bé tông cảnh hạo không giải thích anh chỉ nhìn lâm tân ngôn. Trang tử khâm chắc chắn lần này bọn họ cãi nhau thật. Lâm tâm thầm đang bụng mang dạ chửa nên đương nhiên bên cô, hiện tại là lúc nào mà anh còn cãi nhau với ngôn ngôn. Con bé phải mạo hiểm sinh con cho anh, anh còn khiến con bé tức giận. Trang tử khâm càng lúc càng nặng lời, anh thật sự quá đáng. Không, chúng con không cãi nhau. Lâm tân ngôn không chịu nổi những lời trang tử khâm nói về tông cảnh hạo. Cô nhắc chăn lên rồi nói, con đi ăn. Trang tử khâm không biết tại sao, hai người không cãi nhau, vậy tại sao con lại tức giận? Còn không thèm ăn cơm? Con giận chỗ nào? Lâm tân ngôn không thừa nhận. Nhìn xem, giống như có người nợ con 8 tỷ, còn bảo không giận. Trang tử khâm bước đi ra, đi ăn cơm đi. Tông cảnh hạo bế cô lên rồi đặt cô xuống ghế. Lâm tân ngôn cầm thìa lên, định ăn cháo thì thấy tông cảnh hạo vẫn chưa ngồi xuống. Cô ngẩng đầu lên, anh không ăn à? Chuyện nữ phụ tông cảnh hạo không nói gì, chỉ cảm thấy đau não bị người phụ nữ này chọc tức dễ dàng tùy hứng thỉnh thoảng lại tùy hứng một lần không có việc gì còn phải phải dỗ dành lâm tân ngôn biết mình không đúng vươn tay kéo anh em sai rồi mau ăn cơm đi lát nữa anh phải đến công ty tông cảnh hạo ngồi xuống anh sớm muộn gì cũng sẽ bị em làm cho tức chết lâm tân ngôn cô cầm một thìa cháo đưa lên miệng anh em sai rồi sau này em sẽ thay đổi anh đừng giận nữa tông cảnh hạo vừa tức vừa buồn cười Người phụ nữ này từ bao giờ biết dỗ dành người khác thế? Trang tử khâm nhìn thấy, mỉm cười đóng cửa lại. Tông cảnh hạo gạt tay cô ra, thôi đi, anh sẽ không ăn của em. Lâm tân ngôn không chịu, lại đè lên môi anh, cháo chê thiệt chạm vào môi, không ăn của em cũng không sao, cơm phải ăn, anh cũng thể hít không khí để sống chứ. Tông cảnh hạo, anh tức giận bóp mặt cô, em cố ý đúng không, đau. Lâm tân ngôn quay đầu lại để không cho anh véo, Tông Cảnh Hạo ăn cháo mà cô bón, cảm giác khó chịu cứ thế trôi qua. Ăn cơm xong, Tông Cảnh Hạo đưa cô trở lại giường rồi đi. Trang Tử Khâm đi tới dọn dẹp bát đĩa, hỏi cô, hai đứa cãi nhau à? Lâm Tần Ngôn nói, không, không. Trang Tử Khâm hiển nhiên không tin. Lâm Tần Ngôn mỉm cười, cảm ơn anh. Tông Cảnh Hạo không cần cô cảm ơn, chúng mình gần trưa mới đi. Lâm Tần Ngôn gật đầu ngay lập tức, vâng. Chỉ cần, để cô đi là được. Cô gọi điện cho Văn Hiểu Tịch, bảo anh đừng đến đón. Tô Trạm sáng nay đã xuất viện, nhưng bác sĩ yêu cầu phải nghỉ ngơi ở nhà. Ra viện, Tô Trạm quấy lấy Tần Nhã đi đăng ký kết hôn. Tần Nhã nói khi nào khỏe hơn sẽ đi, Tô Trạm không đồng ý, hiện tại phải đi. Tần Nhã thấy anh bị thương nên đồng ý, chỉ một tiếng là làm xong xuôi, sau khi rời khỏi cục dân chính, họ bắt xe về nhà. Hai người họ đã nói trước với bà cụ, để bà cụ đã bảo Trần Thuyết dọn dẹp nhà cửa cửa sổ phòng ngủ được mở cho thông thoáng, giường đều được thay bằng chăn mới. chương 770 một người mềm lòng và tốt bụng. tần nhã đỡ tô chạm bấm chuông cửa. bà cụ không đi được, ngồi xe lăn không tiện. trần tuyết ra mở cửa. ở nhà có người lạ, tô chạm hỏi cô là ai. tần nhã đáp người mới tới để chăm sóc bà nội. tô chạm hiểu ra, bước vào. bà cụ vui mừng khi tô chạm trở lại vào nhà nằm đi. tô chạm cũng không có đi ngay mà là nhìn về phía bà cụ nói bà nội, cháu có chuyện muốn nói với bà. tinh thần bà cụ cũng ổn, hỏi có chuyện gì. tô chạm đưa cho bà ấy xem giấy đăng ký kết hôn, cháu và tần nhã đã làm hòa rồi, cũng đã đăng ký xong xuôi. từ nay về sau chúng ta sẽ là người một nhà. bà trước đây rất thích tiểu nhã, cháu muốn sau này bà cũng có thể như trước kia. bà cụ nói cái này đương nhiên rồi. bà ấy quay đầu nhìn tần nhã, cháu ở bệnh viện chăm sóc tô chạm chắc mệt lắm rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. tiểu tuyết đi rót trà. Trần Tuyết tay chân nhanh nhẹ, được đào tạo chuyên nghiệp, cái gì cũng biết. Trần Tuyết lập tức mang một ly nước sôi tới. Tần Nhã nói, cháu không mệt, muốn tiễn tô chạm vào phòng. Bà cụ nói, vậy được, cháu cũng nghỉ ngơi đi. Tần Nhã nói xong, đỡ tô chạm đi vào phòng ngủ. Trần Tuyết bưng nước, bà cụ nhìn cô ta nói, để lên bàn đi. Bữa trưa chuẩn bị phong phú hơn. Hôm nay là ngày lành, tô chạm đại nạn không chết. Tần Nhã cũng đồng ý mang thai hộ và làm hòa với tô chạm. Đây là một ngày vui hiếm hoi, nhất định phải chúc mừng." Trần Tuyết nói, "Vừa hay, hôm qua cháu đi siêu thị mua rất nhiều thứ, hiện tại đi chuẩn bị luôn." Trong phòng ngủ, Tần Nhã đỡ Tô Trạm nằm xuống, cô đóng cửa sổ, bật điều hòa. Tô Trạm dựa vào đầu giường hỏi, "Đây là hộ lý tìm tới chăm sóc bà nội?" Tô Trạm nằm chê giường một hồi, trong lòng có chút mơ hồ, hỏi mấy giờ rồi, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chưa gì đã đến giờ ăn cơm. Tần Nhã liếc đồng hồ, nói, "Gần 11 giờ." Cô ấy đi tới, dậy ăn cơm đi. Rồi đỡ tô chạm bước tới bàn ngồi xuống. mươi 771, trải qua thăng trầm. Tần nhã ngồi xuống bên cạnh, bà cụ cười nói. Tay nghề của tiểu thuyết rất tốt, hai đứa nếm thử xem hợp khẩu vị không. Tô chạm múc canh cho tần nhã, anh thấy canh này không tệ, em uống chút đi. Anh đặt canh trước mặt tần nhã. Bà cụ nhìn tần nhã nói, tần nhã gầy quá, nên ăn nhiều giữ gìn thân thể tốt hơn, như vậy mới có thể. Bà nội, Tô Trạm ngắt lời bà ấy, thấy bà lại chuẩn bị nhắc chuyện trẻ con. Bà cụ không vui lắm, Tô Trạm trước đây đâu có hung dữ như vậy với bà, chính là bởi vì chuyện có con mà sinh ra khoảng cách. Bà đã nói gì chưa, cháu không cần phải giữ dằn với bà thế bà cụ tựa như rất oan ức. Cảm thấy cháu trai đã thay đổi. Bà nội, Tô Trạm không có ý khác đâu. Tần Nhã đưa bát canh Tô Trạm đưa để bên cạnh bà ấy, anh ấy bị thương, trong lòng khó chịu. Bà nội sẽ không giận anh ấy đúng không? Bà cụ ngẩng đầu nhìn cô ấy nói, sao bà lại đi giận nó? Canh này cháu uống đi. Bà cụ lại đặt bát canh đến trước mặt Tần Nhã, nắm lấy tay cô ấy nói, bà không có ý gì khác, nhưng bà nghe nói phụ nữ lấy trứng không dễ. Chỉ có trứng chất lượng cao mới có thể dễ dàng nuôi được. Bà nghĩ con gầy quá, sợ con không chịu được khổ nên muốn chăm con khỏe hơn. Tần Nhã chỉ cảm lạnh cả sống lưng, sao bà cụ biết chuyện này? Bà nội, bà, bà đã hỏi rồi, cháu và tô chạm còn trẻ, làm thụ tinh ống nghiệm vẫn rất dễ dàng, khó khăn duy nhất bây giờ là tìm một người mang thai hộ thích hợp bà nội bà cụ chưa kịp nói xong tô chạm đã ngắt lời bà những chuyện này cháu sẽ lo liệu bà đi đứng không được không cần lo bà không cần lo bà cụ nghiêm túc nhìn anh ta bà chờ cháu lo liệu còn phải chờ đến khi nào bà nội cháu không cần nói nữa bà đã tìm bác sĩ cho cháu rồi bà biết thành phố b của chúng ta có bệnh viện tốt nhất kỹ thuật ở khu vực này cũng rất thuần thục Mấy ngày nữa cháu sẽ khá hơn, cùng Tần Nhã đến bệnh viện kiểm tra. Tô Trạm chưa từng nghĩ tới ngày đầu tiên về nhà, bà cụ lại bắt đầu nhắc tới chuyện này, khiến anh ta ứng phó không kịp. Là bà cụ mở miệng trước, cháu không muốn làm ở thành phố B, muốn đến thành phố C phải không? Bà cụ nhanh chóng đoán ra tại sao anh ta lại phản ứng gay gắt như vậy, nếu không còn lý do gì từ chối, Tần Nhã đã đồng ý rồi, nó còn có ý kiến gì? Chẳng nhẽ là Tần Nhã? Bà quay đầu nhìn Tần Nhã, "Tiểu Nhã, cháu có vấn đề gì có thể nói với bà nội. Bà biết cháu rất tủi thân, nhưng cháu cũng biết, bà. Cháu biết. Tần Nhã nói, cháu không có ý kiến gì, cứ thực hiện ở bệnh viện bà nói đi. Tiểu Nhã, bà biết cháu cô là người hiểu bà nhất, cũng thông cho bà. Bà cụ lại kép tay cô ấy. Tần Nhã rút ra, bà ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi. Cả một bàn lớn đồ ăn ngon, nhưng vẫn ăn không ngon. Tần Nhã không muốn tiếp tục rắc rối, nhắm mắt căn cố đống cơm trong bát, đứng dậy rời bàn. Tô chạm không động đũa, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Bà cụ chưa ăn được mấy miếng đã về phòng rõ ràng. Lần này nói chuyện đều chẳng vui vẻ gì. Đám cưới của Văn Hiểu Tịch được tổ chức ngoài trời. Rất may là hôm nay trời không quá nóng, khá nhiều mây. Số lượng khách mời không nhiều, đều là bạn bè, người quen thân. Cả nhà họ Văn và nhà họ Trần đều trải qua thăng trầm, không giữ được bao nhiêu mối quan hệ. Chỉ còn sót lại vài người bạn của Văn Hiểu Tịch và Trần Thi Hàm trong quân đội. Thời điểm cử hành hôn lễ đã tính toán cẩn thận bảo là thời điểm tốt nhất là vào buổi chiều. Vì vậy, đám cưới đã diễn ra vào thời điểm này. Chương 772, cảm ơn anh đã lấy em làm vợ. Trần Thi Hà mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, kiểu dáng đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp nữ tính. Bờ vai lộ ra một nửa, chiếc vòng cổ kim cương sáng bóng che cô làm toát lên quần sáng. Đôi hoa tai kim cương dài cùng màu nhẹ nhàng chuyển động. Bước đi chậm rãi, càng làm nổi bật làn da nõn nà. Đường thân váy đẹp mắt ôm lấy vòng eo thon thả, Phần tóc mai cột cao càng tôn lên vẻ đẹp của chiếc váy cưới. Văn Hiểu Tịch mặc một bộ quân phục. Anh ấy vẫn còn trẻ, khí chất tinh khiết, có cảm giác thiếu niên, rất ngượng ngùng, rất chân thật, nhưng không mất đi phong thái của một người đàn ông trưởng thành, tựa như một mặt trời nhỏ, trong mắt có ánh sáng, ánh mắt sạch sẽ. Anh ấy mặc bộ quân phục rất tuấn tú, bước đi như gió. Họ chậm rãi bước vào qua cánh cổng hình vòm được chính tay các chiến hữu trong quân đội xây lâm tân ngôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng quan sát cảnh tưởng đang xảy ra môi hơi nhếch lên đám cưới của quân nhân luôn khiến người ta cảm thấy trang trọng cô đưa tay ra nắm lấy tay tông cảnh hạo mong rằng sau này con của chúng ta có thể trở thành quân nhân tông cảnh hạo trái lại muốn nghe theo ý muốn của bọn trẻ nếu chúng bằng lòng đi thì anh cũng không ngăn cản không muốn thì anh cũng không ép anh ấy hoàn toàn khác trước bây giờ giống đàn ông hơn trước kia là một ngôi sao thần tượng mặc dù đẹp trai nhưng có chút nhu hòa quá bây giờ anh ấy nam tính hơn nhiều lâm tân ngôn nhìn lên sân khấu nhận xét người điều khiển chương trình lên sân khấu giới thiệu về quá khứ của hai người hai người họ quen nhau từ khi còn nhỏ bởi vì hai nhà có mối quan hệ tốt đẹp nên hai người giống như anh em giờ lại trở thành người một nhà cha mẹ hai bên hết sức vui vẻ yên tâm thăng trầm gần nửa đời đến bây giờ mới thấy rõ danh lợi ân oán hận thù hết thảy gốc rễ của những muộn phiền kia đều do người ta tự tìm chỉ sau khi buông bỏ tôi mới biết cuộc sống bình an khỏe mạnh mới là cái là hạnh phúc. Ngày nay, rất nhiều người chỉ muốn có địa vị, muốn có danh, có lợi. Người bình thường cũng muốn có tiền, có xe, có nhà. Nhưng sẽ không ai tĩnh tâm nghĩ về những gì họ không có, không bệnh tật, không tai họa. Đó chẳng phải là một loại hạnh phúc khác sao. Sống đến giờ, cố hết sức cũng có thể nhìn thấu. Trần Thanh và Văn Khuynh trước đây là bạn tốt của nhau, nhưng bây giờ họ đã trở thành người thân. Mặc dù trước đây họ có khó chịu nhưng hiện tại họ vui vẻ với nhau không bận tâm đến quá khứ sau phần giới thiệu của người điều khiển chương trình phần tuyên thệ được thay thế bằng bài phát biểu của cô dâu chú rể hoặc nói là không có phần tuyên thệ giọng người điều khiển vang lên tiếp theo chú rể sẽ phát biểu micro được đưa đến tay văn hiểu tịch trước tiên anh ấy cầm micro nói lời cảm ơn đến cha mẹ cảm ơn công ơn sinh thành dưỡng u của bố mẹ con từng trẻ dại hết sức lông bông đã phạm rất nhiều sai lầm cảm ơn sự bao dung và tha thứ bố mẹ lý tịnh che miệng hốc mắt ửng đỏ văn khuynh khóe mắt cũng lóe lên ánh lệ còn ra vẻ mắng vợ ngày vui sao lại khóc không được khóc lý tịnh nói tôi vui nên mới khóc trước đây chồng con như kẻ thù của nhau hôm nay con trai lại có dáng dấp của một đứa con trai cha có sự đôn hậu của người cha đây là tâm nguyện trước đây của bà nay cuối cùng cũng đến ngày này bà cuối cùng cũng thấy an tâm vui cũng không cho khóc hôm nay có rất nhiều người nhìn đấy nhìn thì nhìn có gì phải mất mặt lý tịnh nhìn con trai của mình trên sân khấu nói bà cảm động đến khóc ai dám lời ra tiếng vào sau đó ánh mắt của văn hiểu tịch chuyển sang lâm tân ngôn ngoài bố mẹ tôi còn muốn cảm ơn một người sau khi lâm tân ngôn đến anh mới biết lâm tân ngôn không nói dối anh sức khỏe cô thật sự không tốt cô ấy không khỏe vẫn đến dự đám cưới của tôi tôi rất vui khóe mắt lâm tân ngôn có chút đỏ lên nghĩ đến cảnh anh ấy xuất hiện khi cô kết hôn cô cố gắng mỉm cười cảm ơn em đã đến chứng kiến khoảnh khắc này của đời anh văn hiểu tịch cúi đầu với cô cuối cùng anh nắm tay trần thi hàm chúng tôi từ nhỏ lớn lên bên nhau quan hệ như người thân như anh em một nhà giờ chúng tôi đến được với nhau là do duyên số dẫn dắt chúng tôi rất trân trọng nhau cảm ơn bố mẹ đã nguyện ý trao thi hàm cho con văn hiểu tịch cúi đầu trước vợ chồng trần thanh trần thanh liên tục gật đầu rất vừa lòng về con rể bà trần thậm lại rơi nước mắt dường như mi mắt phụ nữ tương đối mỏng xúc động liền rơi nước mắt trong lòng đàn ông xúc động cũng sẽ không dễ dàng khóc trước mặt người khác. Sau khi phát biểu xong, Văn Hiểu Tịch đưa micro cho Trần Thi Hàm. Trần Thi Hàm đã thay đổi rất nhiều. Trước đây cô ấy là đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, kiêu ngạo lại tùy tiện, giờ cô đã ổn định hơn rất nhiều, không còn bốc đồng như trước. Đứng trên sân khấu, cô ấy rất bình tĩnh, cầm micro rồi chậm rãi nói, "Con người ta luôn phải trải qua một số chuyện mới có thể trưởng thành, mà tôi là kiểu trưởng thành từ từ. Trước đây tôi đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, đã khiến nhiều người tổn thương." nhân cơ hội này tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những người tôi đã làm tổn thương xin hãy tha thứ cho tuổi trẻ thiếu hiểu biết cảm ơn bạn đã đến dự đám cưới của tôi và hiểu tịch trần thi hàm cúi người hướng về phía lâm tân ngôn và tông cảnh hạo cô ấy từng phá hoại gia đình người khác và làm lâm tân ngôn bị thương cô rất hối hận khi ông trời đóng lại một cánh cửa ông ấy cũng sẽ mở một cánh khác cho bạn sau đó cô ấy quay đầu nhìn văn hiểu tịch cảm ơn sự bao dung của anh cảm ơn anh đã bên lúc em thất vọng nhất ở bên em những lúc em tuyệt vọng nhất cảm ơn anh đã biết rõ em không chịu đựng nổi, nhưng vẫn chấp nhận bên em và lấy em làm vợ. Chương 773, phải làm ba ly. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Văn Hiểu Tịch, xúc động thổ lộ, em là cánh cửa mà ông trời đã mở ra cho em. Lúc này, người điều khiển chương trình cất lời, có thể thấy tình cảm của cô dâu chú rể rất sâu nặng. Tôi cũng bị màn bày tỏ này làm cho cảm động. Chúc các bạn cùng bên nhau đến bạc đầu, vĩnh viễn một lòng. Bên dưới vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt sau khi nghi thức hoàn tất văn hiểu tịch và trần thi hàm bước xuống tân khách bắt đầu tự do di chuyển bên cạnh có đồ ăn bánh ngọt để mọi người ăn uống cả nhà họ đi về phía lâm tân ngôn lý tịnh nhiệt tình chào hỏi cô rất vui vì hai cháu đã đến tham dự lâm tân ngôn cười nói chuyện nên làm mà cháu có muốn vào trong ngồi không bên ngoài có phải hơi nóng không văn khuynh quan tâm hỏi lâm tân ngôn muốn từ chối bởi vì tông cảnh hạo nói họ sẽ trở về sau buổi lễ sẽ không để cô ở bên ngoài quá lâu nhưng nhìn họ vây quanh mình với sự nhiệt tình như vậy cô liền gật đầu cô khoác cánh tay của tông cảnh hạo đưa tới chậm rãi bước vào đã từng căng thẳng như vậy hiềm khích lúc trước hôm nay chưa thể nói xoa là xóa sạch không thể trở nên thân mật nhanh như vậy trong lời nói vẫn có khoảng cách nhất định trần thi hàm rót cho cô một cốc nước ngồi bên ngoài một lúc bây giờ cô thực sự rất khát lâm tân ngôn nhận lấy nói cảm ơn không cần cảm ơn trần thi hàm cười Lâm Tần Ngôn uống một hốc rồi quay sang hỏi Tông Cảnh Hạo, anh khát không? Tông Cảnh Hạo lắc đầu. Văn Hiểu Tịch đang nói chuyện với anh, sau khi nhập ngũ, tôi đã học được rất nhiều điều, tôi cảm thấy những ngày trước đó thật lãng phí. Cảm thấy điều sai lầm nhất mà mình đã làm là chọc giận Văn Khang, đi làm ngôi sao. Nếu nói thích, kỳ thực anh ấy cũng không thích cái nghề ngôi sao này cho lắm, chỉ là Văn Khuynh không thích nên mới làm. Bây giờ hãy nghĩ xem hành vi này trẻ con như thế nào. Nếu trước đây tôi nghe theo sự sắp xếp của ông ấy, có lẽ bây giờ tôi đã đạt được kết quả tốt văn hiểu tịch hiện tại đã trưởng thành không giống đứa bé tùy ý làm bậy trước đây đã thành một người đàn ông thật sự tông cảnh hạo nói bây giờ cũng không muộn tin rằng cậu ấy có thể tạo ra thế giới của riêng mình văn hiểu tịch mỉm cười đây là lời khẳng định tông cảnh hạo cho anh ấy cũng là sự động viên văn khuynh và lý tịnh tiếp đãi khách cách đó không xa thỉnh thoảng sẽ nhìn qua đây thấy bọn họ hòa thuận bên nhau vui vẻ mỉm cười hôm nay là ngày mừng của hai người đừng chỉ ở đây đi tiếp đãi những vị khách khác đi lâm tần ngôn nói không vội văn hiểu tịch cười nói người tới đều là người quen sẽ không bới móc đâu trần thi hàm trả lời đúng vậy ngoại trừ người thân về cơ bản bạn bè đều là chiến hữu trong quân đội ngày nào ở trong quân đội cũng gặp bọn họ cũng sẽ không trách đâu chúng ta mới là có quá ít cơ hội gặp mặt đúng rồi lúc nào sinh đến lúc đó em và hiểu tịch sẽ xin nghỉ phép đến thăm chị lâm tần ngôn nói chắc mấy ngày nữa thôi thật sao vừa hay em và hiểu tịch xin nghỉ cưới một tuần có lẽ có thể kịp đấy trần thi hàm nhìn bụng của lâm tân ngôn không biết là trai hay gái trai hay gái chị đều thích lâm tân ngôn nói dù thế nào cũng là con của cô lâm tân ngôn muốn vào phòng nhà vệ sinh cô kéo ống tay áo của tông cảnh hạo em muốn vào phòng vệ sinh trần thi hàm nói để em giúp chị lúc này tông cảnh hạo đứng lên để tôi đỡ cô ấy đi lâm tân ngôn cười nói hai người đi chiêu đãi khách đi Thực ra vừa rồi cô nói lời này là vì muốn đi vệ sinh. Đến tháng này, đáy huyệt chèn ép bằng quang, bà bầu muốn đi vệ sinh thường xuyên hơn. Nhà vệ sinh ở kia. Trần Thi Hàm chỉ vào lối đi bên phải. Lâm Tân Ngôn mỉm cười và gật đầu. Cô đi chậm, Tông Cảnh Hạo không thể vào nhà vệ sinh nữ nên chỉ đưa đến cửa phòng. Cô tự mình đi vào. Tông Cảnh Hạo dìu cô đi chậm chậm. Lâm Tân Ngôn gật đầu, cô biết tình trạng của mình nên rất cẩn thận. Vừa rửa tay vừa bước ra thì có người đi vào, có vẻ đi rất nhanh nhưng lại không để ý nên đụng phải cô may mắn thay ở gần cô bồn rửa tay cô nắm kịp nên không bị ngã người kia cũng không cố ý nói xin lỗi rồi vội vàng đi vào trong lâm tân ngôn đi tới cửa phát hiện bụng hơi đau một tay vịn tường một tay ôm bụng cảnh hạo lúc tông cảnh hạo đứng đợi cô thì nhận được cuộc gọi từ công ty có cuộc gọi đến quan kình không có ở đó mọi việc đều phải qua tay anh anh đi về phía trước vài bước hướng ra ngoài cửa sổ nên không để ý lâm tân ngôn đã đi ra đây không phải là kiểu đau đẻ lúc đầu đau nhẹ sao nặng dần khi gần đến ngày chuyển dạ mới đau cô là người có kinh nghiệm sinh nhưng lần này thì khác lúc lên cơn đau cô gần như không đứng vững hai chân run rẩy cảnh hạo ngôn tình ngược cô thấy tông cảnh hạo đang đứng đó gọi anh đến khản cả cổ tông cảnh hạo nhìn lại thấy cô đau đớn anh vừa nói xong liền cúp điện thoại bước tới vươn tay vòng qua vai cô đau bụng à Lâm Tần Ngôn đau đớn co quắp, môi trắng bệch, sắc mặt tái xanh, "Em, đau quá." Tông Cảnh Hạo ôm cô và bước nhanh ra ngoài. Văn Hiểu Tịch và Trần Thi Hàm đang nói chuyện với bạn bè ở sảnh, nhìn thấy Tông Cảnh Hạo ôm Lâm Tần Ngôn bước ra. Văn Hiểu Tịch nói, "Có rượu ở ngoài, mấy cậu cứ tùy ý nhé." Bạn bè biết anh ấy có việc phải làm, liền nói, "Đừng lo lắng, chúng tôi không cần cậu mời, không để bụng đói về đâu." Mãi mới được uống rượu, không cần cậu nói, tôi trước tiên phải làm ba ly. Có máu, Chương 774, cô sẽ không sao đâu. Có máu. Trần Thi Hàm nhìn thấy nơi tông cảnh hạo đi qua, có máu chảy ra từ chân Lâm Tân Ngôn. Văn Hiểu Tịch vô thức nhìn mặt đất, quả nhiên mặc dù không nhiều, nhưng trên sàn nhà trắng rất nổi bật. Anh ấy kinh ngạc run lên, miệng há hốc, không thể phát ra âm thanh. May là Trần Thi Hàm bình tĩnh hơn, chạm mạnh vào anh ấy, khả năng là sắp sinh. Chúng ta đi nhanh xem có giúp được gì không? Văn Hiểu Tịch Hoàn Hồn lập tức chạy tới, nói, tôi đi lái xe. Tông Cảnh Hạo không biết có nghe thấy hay không, tóm lại không trả lời anh ấy. Chỉ thấy anh bước đi cực kỳ nhanh, trên mặt không có nhiều biểu cảm, thực ra trong lòng đã rối loạn, không còn là người đàn ông vẫn luôn bày mưu tính kế nữa. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy bước chân của anh ấy rất nhanh, lộn xộn và bất an. Đi ngang qua địa điểm tổ chức đám cưới, chiếc xe họ hẹn khi đến đã đậu bên đường. Nhìn thấy Tông Cảnh Hạo đến gần, tài xế vội vàng xuống xe mở cửa sau, anh ta bằng hoàng khi thấy trên người Lâm Tân Ngôn có vết máu, mợ chủ, chị ấy lái xe. Tông cảnh hạo giận dữ hét lên. Tài xế vội vàng ngồi vào vị trí lái, khởi động xe, phóng đi với tốc độ nhanh nhất. Lâm Tân Ngôn vùi đầu vào vòng tay của Tông Cảnh Hạo, dùng tay nắm chặt lấy cổ áo anh, nhưng dù có làm như thế nào thì cô cũng không thể giảm bớt cơn đau trong bụng, giống như bị cắt từng khúc thịt. Sắc mặt cô vô cùng khó coi, từ xanh chuyển sang xám xanh, hô hấp ngày càng gấp gáp. Tông Cảnh Hạo ôm cô, hôn lên trán cô, anh ở đây, anh ở bên cạnh em, chúng ta sẽ sớm đến bệnh viện không sao đâu, không sao đâu. Anh dường như đang an ủi cô, cũng là đang an ủi chính mình, anh chỉ cảm thấy trái tim bị lấp chặt, đè ép, quấn lại, ngay cả thở cũng khó khăn. Cổ của anh đều ướt đẫm, đó là nước mắt và mồ hôi của Lâm Tân Ngôn, chán cô lạnh như băng, dì mồ hôi như mưa. Em, đau quá. Môi cô run lên, đều là tiếng nức nở khàn khàn. Tông cảnh hạo ôm chặt lấy cô, lần này anh thấy chê tay có chút ướt, anh nghĩ là mồ hôi cúi đầu kéo chiếc váy cô đang đè ra, màu trắng nguyên bản đã bị nhuộm đỏ. Tài xế phóng nhanh, đã vượt qua hai đèn đỏ. Tông cảnh hạo thúc giục, nhanh lên. Tài xế lại đạp ga, chê chán lấm tấm mồ hôi, chê chán ra mồ hôi cũng không kịp lau. Chuyên chú nhìn phía trước, lái xe. Cơ thể của Lâm Tân Ngôn ngày càng co giật, khuôn mặt của cô thậm chí còn tệ hơn trước. Tông cảnh hạo vuốt ve khuôn mặt của cô, hôn lên đôi môi trắng bạch của cô. Không sao, không sao, có anh ở đây, chúng ta sẽ sớm đến bệnh viện ý thức của Lâm Tân Ngôn dần mơ hồ, không thể nhìn rõ anh, cũng không thể đáp lại bất cứ câu gì của anh. Lúc này, xe cuối cùng cũng dừng ở bệnh viện, tài xế xuống xe mở cửa sau để Tông Cảnh Hạo thuận lợi xuống xe, chạy đến bệnh viện rồi gọi bác sĩ. Tông Cảnh Hạo bế Lâm Tân Ngôn đến đại sảnh, các bác sĩ đã đẩy giường cấp cứu tới, bác sĩ yêu cầu anh đặt bệnh nhân lên giường. Anh cúi người để đặt Lâm Tân Ngôn lên đó, Lâm Tân Ngôn giữ chặt cổ áo anh, vì vậy anh cúi xuống, đi theo bác sĩ vào phòng cấp cứu. Tới cửa, bác sĩ nói, "Bệnh nhân cần lập tức phẫu thuật, anh không thể vào." Tông Cảnh Hạo nói, "Tôi sẽ không bao giờ làm phiền các anh." Lâm Tân Ngôn buông tay ra, lắc đầu một cách yếu ớt, như thể nói anh không cần đi vào. Bác sĩ đẩy Lâm Tân Ngôn vào, nhưng Tông Cảnh Hạo vẫn không buông tay cô. "Xin chờ ngoài cửa." Bác sĩ xoay người tiến vào phòng phẫu thuật, cửa phòng lập tức đóng lại. Đèn báo ở góc trên bên phải sáng đỏ cho biết người ngoài không được làm phiền trong quá trình thao tác tông cảnh hạo đứng trước cửa phòng mổ như mất hồn không chút nhúc nhích người lái xe đứng nhìn không dám nói gì mười phút sau văn hiểu tịch cùng người nhà cũng tới lý tịnh đỡ văn khuynh đi nhanh tới văn hiểu tịch cùng trần thi hàm bước nhanh tới phòng phẫu thuật trước mặt đưa vào phòng phẫu thuật chưa anh hỏi lúc này tông cảnh hạo không có tâm trạng để trả lời câu hỏi của bất kỳ ai là xe thấp giọng nói đã vào phòng phẫu thuật mọi người đều đợi bên ngoài sau một tiếng đồng hồ không thấy động tĩnh gì bầu không khí bắt đầu trầm mặc không ai dám nói phi, từng phút từng giây trôi qua như giày vào người ta. Đột nhiên, điện thoại di động của tài xế vang lên. Anh ta vội vàng bước sang một bên nghe, chính là Trang Tử Khâm gọi điện đến. Bà thường được tài xế lái đến bệnh viện đưa cơm, nên lấy số điện thoại của tài xế để tiện liên lạc. Hôm nay Lâm Tân Ngôn đi ra ngoài một hồi, bà gọi cho tài xế hỏi tại sao bây giờ vẫn chưa về. Lái xe nghĩ Trang Tử Khâm là mẹ của Lâm Tân Ngôn nên nói với bà ấy, chúng tôi đã về rồi, mợ chủ chắc sắp sinh, chị ấy đã vào phòng mổ rồi, nhưng tình hình vẫn chưa rõ. Thân thể Trang Tử Khâm chấn động, sao lại không rõ tình hình? Tài xế nói, chúng tôi đang ở phòng mổ tầng 6, bác đến đây đi. Anh ta không thể nói rõ ràng. Trang Tử Khâm cúp điện thoại xong lập tức bước ra khỏi tiểu khu. Bà đi tới cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy có người nhà họ Văn, cũng không chào hỏi, mà trực tiếp đi tới bên cạnh cố cảnh ngôn cách cửa phòng mổ gần nhất. Nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng của anh, vết máu đã khô lại đã chuyển sang màu đỏ sẫm, chê tay cũng có. Bà lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, cố gắng đè nép hoảng loạn trong lòng. Trấn An Anh, khổ sở mấy ngôn ngôn đều đã trải qua, sau này chỉ còn là những ngày tốt đẹp, con bé sẽ không sao đâu, con cũng đừng quá lo lắng. Bây giờ đi rửa tay đi, chờ tí ngôn ngôn ra, nhìn con thế này sẽ không vui đâu. Chương 775, con sẽ ở đây đợi cô ấy. Tông cảnh hạo không nói lời nào, chỉ quay đầu nhìn bà, trang tử khâm miễn cưỡng nở một nụ cười giả vờ thoải mái con tin mẹ đi ngôn ngôn mạnh mẽ như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu lúc sinh ngôn thần và ngôn hy là sinh đôi con bé còn chẳng sinh một mà mẹ và con đều an toàn lần này có nhiều bác sĩ giỏi thế sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu bà cố gắng an ủi tông cảnh hạo nhưng thực ra đang tự an ủi chính mình những gì bà ấy nói rất đơn giản lúc ngôn thần và ngôn hy ra đời cũng khá hung hiểm chẳng qua bà thuật lại hời hợt thôi Tông Cảnh Hạo nhỏ giọng nói, con sẽ ở đây đợi cô ấy. Trang Tử Khâm thở dài, biết mình không thể lay chuyển được, nên bà chỉ có thể thuận theo anh. Lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ mặc áo choàng phẫu thuật màu xanh lam bước ra. Cô ấy còn chưa kịp đưa đơn đồng ý phẫu thuật chê tay ra, Tông Cảnh Hạo đã hỏi, cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ nói đang trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi đang cố gắng hết sức. Cô ấy đưa tờ giấy đồng ý phẫu thuật tới, ca mổ này rất nguy hiểm, rất có thể chỉ cứu được một người nên phải nhờ người nhà ký tên bảo vệ người lớn hay bảo vệ đứa bé bệnh viện quy định là bảo vệ người lớn nhưng cần thông báo cho gia đình trước tông cảnh hạo ký vào đơn đồng ý phẫu thuật nói phải đảm bảo vợ tôi không sao nếu không tôi sẽ để bệnh viện của các người biến mất khỏi mảnh đất này ký xong anh đặt bút xuống một mùi máu tanh trào ra từ cổ họng từ bỏ đứa con của mình nói dễ vậy sao anh là một người bố trong thân thể đứa trẻ chảy dòng máu của anh sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ đây là loại đau đớn nếu chưa từng trải qua thì không thể nào hiểu được. Anh không có lựa chọn khác. Nếu chọn một trong hai, anh chỉ có thể miễn cưỡng từ bỏ một. Trang tử khâm vốn dĩ muốn ăn ủi tông cảnh hạo nhưng bà lại không kìm được nước mắt. Không muốn người khác nhìn thấy, bà trốn trong góc mà khóc thầm. Sao số con gái bà lại khổ như vậy? Cứ tưởng rằng ngày tháng cơ cực đã qua, không ngờ tới, lại phải trải qua một lần nữa. Trang tử khâm nghĩ, nếu có thể dùng tính mạng mình đổi lại cho con gái có một gia đình mỹ mãn, và hạnh phúc cả đời, bà bằng lòng. Vào lúc này, không ai dám tiến tới và nói chuyện với tông cảnh hạo. Tất cả đều đứng cách đó không xa, chờ đợi, mong ngóng, hy vọng cả người lớn và trẻ nhỏ đều bình an. Khoảng 2 giờ sau, đèn chỉ thị phẫu thuật chuyển sang màu xanh lục, một lúc sau, nó tối đi. Không có nhiều cuộc họp, cánh cửa phòng mổ mở ra, ba bác sĩ bước ra. Mọi người xúm quanh. Một trong những bác sĩ đứng giữa cũng chính là bác sĩ đang điều trị cho Lâm Tân Ngôn anh ta tháo khẩu trang xuống, quá trình phẫu thuật rất nguy hiểm. Đáy huyệt của người mẹ bị vỡ gây xuất huyết ồ ạt. Quá trình này xuất hiện hiện tượng sốc. Trải qua 3 giờ giải phẫu, bệnh nhân đã cứu lại được. Tình hình của Lâm Tân Ngôn bệnh viện đã sớm chuẩn bị để ngăn chặn tình trạng chảy máu ồ ạt trong quá trình sinh nở, bệnh viện đã lưu trữ nhiều nhóm máu phù hợp với cô. Lượng máu cô mất gần như được thế bằng máu khác, được đổi hai lần. Trong toàn bộ quá trình phẫu thuật, máu mất đi lại có máu mới truyền vào, để đảm bảo cơ thể duy trì huyết áp tiêu chuẩn. Người không sao thì tốt rồi, người cũng không sao thì tốt rồi." Văn Khuynh cảm thấy may mắn nói. Dẫu sao chưa từng thấy đứa trẻ, không có quan hệ, không có cảm xúc, nhưng Lâm Tân ngôn là một người sống sờ sờ và là con gái duy nhất của chị gái ông ta. Tông Cảnh Hạo đứng thẳng người, khàn giọng hỏi, "Khi nào thì vợ tôi có thể ra ngoài?" Bác sĩ nói, "24 giờ sau, dù ca mổ đã thành công nhưng vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, cần được chăm sóc chuyên nghiệp." Tôi có thể đi gặp một chút được không?" Tông Cảnh Hạo hỏi. "Không thể, bác sĩ nói." "Cái gì gọi là không thể?" Văn Hiểu Tịch xen vào. "Bác sĩ cho biết, tôi nói rằng tình trạng của sản phụ vẫn đang nguy kịch và cần được chăm sóc chuyên nghiệp. Em bé đã được chuyển đến khoa sơ sinh để điều trị, vì bị giữ trong bụng của người mẹ quá lâu, sợ là bây giờ không thể gặp được." Bàn tay đang buông thõng bên hông của Tông Cảnh Hạo đột nhiên nắm chặt, mu bàn tay cường tráng nổi lên gân xanh, cố gắng hết sức chịu đựng nội tâm cuồng loạn, "Con tôi còn sống?" bác sĩ nói sau khi anh ký xong vợ anh vẫn còn tỉnh táo cô ấy cũng hiểu được nguyện vọng của anh vẫn yêu cầu chúng tôi giữ lại đứa bé quá trình này tuy nguy hiểm nhưng rất may là sau khi sinh em bé vẫn thở được lúc ra đời toàn bộ cơ thể bé đã chuyển sang màu xanh tím kiểm tra sự phát triển đầy đủ là được hiện tại điều kiện y tế rất tốt sau khi điều trị không bao lâu nữa sẽ có thể bình phục cảm ơn anh đưa tay ra bác sĩ bắt tay anh và nói đây là trách nhiệm của chúng tôi trang tử khâm đứng xa nhất vì sợ nghe thấy tin dữ lúc này nghe thấy lời kia che môi cười nước mắt vẫn chưa phai cười trong nước mắt biết không còn nguy hiểm người lớn trẻ con đều không sao nên bà mới dám qua trước tiên là gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ sau đó để tông cảnh hạo đi sửa soạn bản thân một chút sạch sẽ mới gặp ngôn ngôn được còn lại cứ giao cho mẹ tông cảnh hạo khẽ ừ một tiếng trang tử khâm để nhà văn khuynh nghỉ ngơi tại phòng bệnh của lâm tân ngôn Văn Hiểu Tịch nói, hay là chúng ra về trước đã, mai lại tới. Hôm nay chờ ở đây cũng không gặp được. Hôm nay là đám cưới của Văn Hiểu Tịch, bây giờ gia đình đã ra ngoài mấy tiếng, bọn họ phải quay lại giải thích rõ ràng, Trang Tử Khâm cũng không giữ lại. Bà quay lại phòng thấy Tông Khải Phong đưa hai đứa trẻ đến. Chương 776, không hiểu sao lại bị nhét đầy thức ăn cho chó. Ngày mai là cuối tuần, sau khi tan học, hai đứa trẻ liền ồn ào với Tông Khải Phong, phải đưa chúng đến bệnh viện gặp Lâm Tân Ngôn. Bà ngoại, tông ngôn hy chạy tới trang tử khâm ngồi xổm xuống giang tay ra làm tư thế chào đón bảo cô bé chạy chậm lại cô bé không kiềm chế trực tiếp phi vào vòng tay của trang tử khâm thân thể trang tử khâm hơi ngả về phía sau suýt nữa thì ngã nói con bé này không nghe lời gì cả tông ngôn hy vòng tay qua cổ bà nói người ta nhớ bà mà ôm một chút không được sao trang tử khâm vừa giận vừa buồn cười vỗ nhẹ vào lưng cô bé sau này bà sẽ để cháu nuôi đương nhiên không thành vấn đề tông ngôn hy trả lời không do dự người lớn nghe trẻ con trả lời như vậy luôn sẽ rất vui vào phòng đi trang tử khâm ôm tông ngôn hy cảm khái nói nặng quá sắp không bế được nữa rồi đi vào trong phòng bệnh tông ngôn thần đi thẳng vào phòng trong không nhìn thấy lâm tân ngôn liền hỏi mẹ của cháu đâu trang tử khâm sửng sốt một chút lập tức nói là đang theo dõi tại sao lại theo dõi sinh cho chúng cháu em trai hay em gái tông ngôn hy hào hứng xen vào trang tử khâm gật đầu oa cháu được làm chị rồi cô bé hào hứng ôm chầm lấy anh trai anh ơi anh sắp thành anh rồi tông ngôn thần nói vô cùng lạnh nhạt nói anh vốn chính là anh tông ngôn hy tông khải phong hỏi con bé không sao chứ trang tử khâm liếc nhìn hai đứa trẻ nói đơn giản chỉ bị dọa một phen chứ không gặp nguy hiểm bây giờ xem như không sao rồi mẹ sinh con trai hay con gái tông ngôn hy hỏi trang tử khâm quên hỏi bà cũng không biết bác sĩ không nói cho bà biết, cũng quên hỏi. Trang tử khâm vỗ đầu, sao có thể quên mất chứ? Có thể tình hình lúc đó quá nguy cấp, dù sau đó mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ đã quên hỏi xem đó là trai hay gái, mà chỉ quan tâm trẻ con và người lớn đều an toàn. Chúng ta có thể nhìn em bé được không? Nhân tiện, hỏi bác sĩ xem mẹ sinh em trai hay em gái. Tông ngôn thần hỏi, trang tử khâm nói giờ chưa gặp em bé được, nhưng có thể hỏi bác sĩ xem là trai hay gái vậy chúng ta đi tìm bác sĩ, Trang Tử Khâm nói. được ạ, à, cháu phải đi thăm em. Tông Ngôn Hi rất hưng phấn muốn nhìn thấy đứa bé. vì vậy Tông Khải Phong và Trang Tử Khâm đưa hai bé đi tìm bác sĩ hỏi. bác sĩ nói đó là một bé trai, là em trai. Tông Ngôn Hi nói, vậy chúng cháu có thể xem một chút được không? bác sĩ nói, không được. hơn nữa, bây giờ không dễ nhìn. Tông Ngôn Hi bĩu môi thất vọng. Tông Ngôn Thần hỏi bác sĩ, mẹ cháu có sao không? bác sĩ thấy cậu bé còn nhỏ đã biết quan tâm người khác, mỉm cười, trả lời, không sao, mai cháu có thể gặp mẹ. Cảm ơn các cô chú. Tông ngôn thần cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ nói, không cần, đây là chức trách của một thầy thuốc. Tông ngôn thần nói vậy cũng phải cảm ơn, nhờ bác sĩ mà mẹ cậu ấy mới có thể bình an vô sợ, em trai của cậu ấy mới chào đời an toàn. Bước ra khỏi văn phòng bác sĩ, tông ngôn thần hỏi, bố cháu đâu? Thời điểm mẹ sinh trọng yếu như vậy, tại sao cậu ấy không thấy bố? trang tử khâm nói bố của bạn có việc phải làm chắc tí là quay lại thời điểm mẹ sinh trọng yếu thế sao bố lại không ở đây tông ngôn thần nói trang tử khâm giải thích không phải bố cháu đã ở đây suốt vừa mới đi thôi tông ngôn thần thở dài thất vọng vì không được gặp em trai hay mẹ mình một tuần sau lâm tân ngôn đã qua cơn nguy kịch vết bầm tím trên cơ thể đứa trẻ cũng dần biến mất cô được chuyển đến phòng bệnh phòng ngoài và hành lang ngập tràn hoa đều là bạn kinh doanh của Tông Cảnh Hạ, biết anh có thêm con trai, gửi lãng hoa đến chúc mừng. Thiệu Vân biết Lâm Tân Ngôn đã sinh con thành công, đích thân chạy từ thành phố xe mang quà sang thăm. Hôm nay rất trùng hợp, Thẩm Bồi Xuyên và Thiệu Vân đến, Tô Trạm và Tần Nhã cũng đến, rõ ràng không hẹn trước, nhưng họ đều đến cùng một ngày. Căn phòng đầy người, náo nhiệt hơn bình thường. Trang Tử Khâm là người bận rộn nhất, hết rót nước lại rửa hoa quả. Bên trong, Thiệu Vân đưa quà cho Lâm Tân Ngôn, sau khi nghỉ ngơi mấy ngày hôm nay lâm tân ngôn có vẻ hồng hào hơn có thể rời khỏi giường một lúc cô nhìn thứ trong tay thiệu vân hỏi đây là cái gì thiệu vân nói cháu mở ra xem đi chỉ thấy ông ấy cầm túi giấy trong lòng lâm tân ngôn cũng có suy đoán cháu đoán nếu không muốn thì cứ giao cho con trai cháu sau này không phải tranh giành với ông chủ nhà nữa thiệu vân nói đùa lâm tân ngôn cũng cười thiệu vân nói nhận đi lâm tân ngôn chỉ có thể tiếp nhận nó chỉ là vẫn phải để chú hai xử lý việc này là đương nhiên chú vẫn còn trẻ chờ chút không làm nổi rồi nói thiệu vân biết cô không có thời gian tông cảnh hạo đi tới thiệu vân hỏi đã đặt tên cho thằng cu chưa lâm tân ngôn nói cháu chưa đặt hay là chú giúp cháu đi thiệu vân không nhận lời ngay lập tức mà nhìn tông cảnh hạo dù sao đứa trẻ cũng không phải chỉ của lâm tân ngôn vẫn nên hỏi ý kiến của bố nó tông cảnh hạo nói chú hai đặt đi nhà chúng cháu đều nghe theo ngôn ngôn thiệu vân cảm thấy không hiểu sao mình lại bị nhét đầy thức ăn cho chó chương bảy trăm bảy mươi bảy trên người khó chịu nhưng miếng thức ăn cho chó ông ấy can tâm tình nguyện ăn ông cũng muốn thấy lâm tân ngôn hạnh phúc bây giờ tông cảnh hạo cũng đồng ý ông ấy nói vậy tôi đặt tên cho đứa bé nhé lâm tân ngôn cười nói chú đặt đi nói xong cô ngẩng đầu nhìn tông cảnh hạo khóe môi khẽ nhếch lên Lúc này Tông Cảnh Hạo cũng đang nhìn cô, anh đưa tay ra xoa nhẹ lên trán cô, nói, lấy họ trang đi. Vốn dĩ Thiệu Vân còn đang suy nghĩ muốn gọi là Tông gì, nghe Tông Cảnh Hạo nói xong liền đứng dậy khỏi ghế, đối mặt với anh. Đây là con của cháu, cũng là con của ngôn ngôn. Tông Cảnh Hạo nói, ánh mắt Thiệu Vân nhìn anh lại lóe lên vẻ tán thưởng, cảm thấy được văn nhàn sắp xếp rất đúng, đây là một người đàn ông đáng để tin tưởng. Anh có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, quan trọng hơn, anh biết cách yêu thương người khác, thiệu vân nói đùa nói tôi không học hành gì đặt không hay đừng trách chú đấy không trách chú lâm tân ngôn cười nói nhưng cũng không nên quá khó nghe cháu sợ con trai cháu không muốn thiệu vân chép miệng chỉ cần chú không đặt là tí còi thì cháu phải ơn chú rồi đó lâm tân ngôn thực ra khi biết lâm tân ngôn sinh thêm một đứa con trai ông ấy đã nghĩ đến chuyện đặt tên hy vọng đứa con này của lâm tân ngôn sẽ được lấy họ trang dù sao lâm tân ngôn nói không đổi họ không thể để anh cả ông ấy không có hậu nhân đương nhiên nếu lâm tân ngôn không đề cập trước ông ấy cũng sẽ không chủ động ép đổi họ nhắc đến chuyện này cũng là có chủ đích lúc này ông vẫn cố ra vẻ thần bí nhìn lâm tân ngôn cười nói đây là con thứ ba hay gọi là trang ba lâm tân ngôn được được rồi không đùa cháu nữa thiệu vân thu bớt biểu cảm nghiêm nghị nói gọi là trang gia văn trong này bao hàm họ của trang tử ý và văn nhàn Ông ấy cố ý chọn họ trang tự ý và văn nhàn để đặt. Mặc dù rất có ý nghĩa nhưng nó không có kỹ thuật gì lắm. Nếu để Lâm Tân Ngôn biết ông ấy đã bỏ tiền ra mua nó, chắc chắn bảo ông phí tiền. Không thấy Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo nói gì, Thiệu Vân có chút không rõ họ có ý gì, lo lắng hỏi, các cháu không thích à? Lâm Tân Ngôn nói thích. Đứa trẻ này, khi cô nhận lời đề nghị của Thiệu Vân, ý nghĩa của thằng bé hoàn toàn khác với ngôn thần và ngôn hy tương lai thằng bé sẽ kế thừa cơ nghiệp do trang tử khâm và văn nhàn để lại tên này cũng rất hợp tưởng niệm hai người họ cảm ơn chú hai lâm tân ngôn cười nói thích thì tốt rồi thiệu vân xua tay cười nói vậy thì chú đi thăm thằng bé thiệu vân vỗ tay lâm tân ngôn nghỉ ngơi thật tốt đứa trẻ chưa đầy một tháng tuổi do nằm trong bụng quá lâu trong quá trình sinh nở nên mặc dù vết bầm tím che người đã mở đi nhưng cậu bé vẫn phải nằm trong lồng ấp một tháng mới có thể ra ngoài nếu muốn nhìn thấy cũng chỉ có thể nhìn qua cửa kính những người ở phòng ngoài nghe thấy đi thằng bé họ cũng chưa gặp bé nên đi theo luôn căn phòng chốc lát liền trống trang tử khâm mang đến một bát canh bổ khí huyết lần này nguy hiểm vậy mà người lớn và trẻ con đều không sao đúng là vô cùng may mắn cơ thể của lâm tân ngôn cũng để lại di chứng vì đáy huyệt bị tổn hại nghiêm trọng nên sau này không thể sinh đẻ nữa hiện tại con không muốn uống mấy ngày nay trang tử khâm đều cho cô uống canh này ba bốn lần một ngày. Tông Cảnh Hạo nói, mẹ để đây đi. Trang Tử Khâm đặt cái bát lên bàn, nói, biết con mệt, nhưng tốt cho cơ thể con, nhịn chút thôi. Lâm Tần Ngôn nói, con biết. Trang Tử Khâm hỏi, còn đau không? Lâm Tần Ngôn gật đầu, sau khi sinh cơ thể người mẹ sẽ tự động sản xuất sữa. Đứa trẻ nằm trong lồng ấp, không thể uống, khiến cho bầu ngực của người mẹ bị căng sữa nên sưng tấy, đau đớn. Nếu đau quá hay là dùng máy hút sữa, không cần đâu, Lâm Tân Ngôn nói. Bác sĩ không khuyến khích cô cho con bê. Thứ nhất là cơ thể cô quá yếu, hai là có dư lượng thuốc trong quá trình mổ sẽ hòa vào sữa không cho con bê. Được, chỉ có thể chịu đựng cơn đau, sữa sẽ từ từ đến một độ nhất định, rồi sẽ hết. Trang tử khâm thở dài, con nghỉ ngơi một lát đi, thăm đứa bé xong, tí họ lại quay lại. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Trang tử khâm đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tông cảnh hạo ngồi xuống bên giường, bưng canh cho cô ăn, đợi chút cho nguội bớt phụ nữ đang ở cữ không thể cảm lạnh trong phòng không có điều hòa nên hơi nóng uống loại canh nóng này sẽ toát mồ hôi trang tử khâm mấy ngày nay không cho cô tắm cô cảm thấy rất khó chịu không muốn đổ mồ hôi chờ một chút lâm tân ngôn nằm im tông cảnh hạo đặt bát xuống hỏi cô chê người khó chịu lâm tân ngôn nhìn anh anh nói gì vậy cũng phải chịu thôi tông cảnh hạo dỗ dành cô uống canh xong anh lấy nước nóng lau người cho em thay quần áo sạch sẽ thấy thoải mái Lâm Tân Ngôn được rỗ, không thể tắm, có thể lau là tốt rồi. Cô ấy ngồi dậy, Tông Cảnh Hạo đút cho cô. Lâm Tân Ngôn duỗi tay cầm lấy, em tự uống. Mức từng thìa quá chậm, nên cô cầm bát tu thẳng. Sau khi uống canh nóng vào, máu trong người như nóng lên, mồ hôi chảy dòng ròng chê chán. Cô đưa bát cho Tông Cảnh Hạo rồi rút khăn giấy lau mồ hôi. Tông Cảnh Hạo cầm bát ra ngoài, lại đi vào, đóng rèm cửa, đi rửa tay, bưng một chậu nước nóng lên đặt chậu lên ghế, thấm ướt khăn tắm, nói, cởi quần áo trên người ra đi. Chương 778, đừng tùy hứng. Lâm Tân Ngôn vừa cởi cúc quần áo, vừa nói, anh cầm quần áo của em tới đây. Tông Cảnh Hạo ngẩng đầu nhìn cô, ngoài quần áo của bệnh viện cô không mặc gì khác. Sau khi cởi cúc ra, để lộ ra làn da trắng nõn nà, nhận ra anh đang nhìn mình, Lâm Tân Ngôn ôm ngực, anh nhìn cái gì? Tông Cảnh Hạo rất bình tĩnh, nhìn em. Lâm Tân Ngôn rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói ghét, tông cảnh hạo không nghe rõ hỏi cô em nói gì em đâu có nói gì lâm tân ngôn thúc giục mau lấy quần áo đi tông cảnh hạo đi lấy quần áo lâm tân ngôn kêu anh đem quần áo đặt ở trên giường anh đi ra ngoài đi em sẽ tự lau tông cảnh hạo kệ cô vắt khô một nửa chiếc khăn nói nếu em không cởi anh sẽ giúp em cởi thật ra cúc trên người lâm tân ngôn đã cởi xong nhưng không muốn cởi áo trước mặt tông cảnh hạo không phải là không biết xấu hổ cô không muốn anh nhìn dáng vẻ mình lúc này anh không chê chê người em có mùi khó chịu sao? Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu lên, mái tóc đen của cô có chút lộn xộn. Tông Cảnh Hạo vươn tay gạt sợi tóc gãy đang chắn ngang chán cô, trong mắt anh, em luôn thơm. Lâm Tân Ngôn nói, nói dối. Vì sưng nhiều nên sữa sẽ chảy ra ngoài, quần áo cũng có mùi sữa, làm sao thơm được? Tông Cảnh Hạo đi tới, em có che chắn thế nào, cũng phải quay lại. Khi anh đưa tay cởi quần áo của cô, Lâm Tân Ngôn quay đầu, không nhìn anh. Tông Cảnh Hạo dựa vào tai cô thì thầm, trên người em đều là mùi sữa thơm quá lâm tân ngôn cô đẩy anh đáng ghét tông cảnh hạo cười khẽ nhặt một chiếc khăn chưa khô lắm vẫn còn hơi ẩm lau người cho cô vì căng sữa nên bộ ngực của cô đã lớn hơn rất nhiều dựng thẳng đứng như hai quả đồi tông cảnh hạo rất cẩn thận thậm chí vô tình chạm vào ngực cô là cô rít lên ngày hoàn toàn không thể chạm vào chạm nhẹ là cô đau tông cảnh hạo bỏ tay ra không dám chạm vào cô lâm tân ngôn nắm lấy khăn tắm trong tay để em tự làm. Tông Cảnh Hạo nói, anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Sau lưng em không đưa tay được, để anh giúp cho. Lâm Tân Ngôn nhìn anh, hay cứ để em đi, anh đi ra ngoài hóng mát một chút. Họ đã lâu không ở bên nhau, dáng vẻ của anh rõ ràng là đang ca động. Đây là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng cơ thể cô lại không cho phép. Bác sĩ đã thông báo không được phép sinh hoạt vợ chồng 3 tháng. Tông Cảnh Hạo đứng yên tại chỗ, nhìn cô. Lâm Tân Ngôn kéo chăn muốn chặn cơ thể tợ ồ của mình. Tông Cảnh Hạo kéo chăn, ngăn cô che nó. Anh muốn làm gì? Lâm Tân Ngôn bảo anh đừng làm phiền nữa. Tông Cảnh Hạo nói, em biết anh muốn làm gì. Nhưng mà em, trước khi cô nói xong, Tông Cảnh Hạo đã cầm tay cô đặt lên bộ phận trọng yếu chết người. Đầu Lâm Tân Ngôn nổ một tiếng, trở nên trống rỗng, khuôn mặt cô lập tức nóng lên. Anh, Tông Cảnh Hạo hôn lên môi cô, nhẹ nhàng nói, anh biết, nhưng anh rất nhớ em, dùng tay giúp anh. Lâm Tân Ngôn, thế này quá bừa bãi, vẫn đang trong bệnh viện đấy. Đây là bệnh viện, còn đang ban ngày, mà mẹ vẫn ở bên ngoài. Tông cảnh hạo nắm lấy tay cô, đặt nó vào. Cô hồi hộp muốn chết, cảm thấy việc này quá điên cuồng, quá phóng đãng. Tông cảnh hạo siết chặt tay cô, hôn lên mũi và miệng cô, mẹ sẽ không vào đâu. Lâm tần ngôn cắn môi thúc giục, anh nhanh lên. Tông cảnh hạo im lặng, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng thở dốc không đều của anh và khuôn mặt của cô cô len lén ẩn nấp không dám nhìn thẳng lại cảm thấy ca thích khó hiểu hoàn toàn bị đưa vào một cảnh giới mới mà không cô không thể kiểm soát cô không thể buông ra nói nhỏ anh nhanh lên tông cảnh hạo cười nhẹ cắn vành tai của cô em đỏ mặt lâm tân ngôn chừng anh anh đúng là không biết xấu hổ anh lại cười nhẹ lúc này trang tử khâm gõ cửa hỏi ngôn ngôn con đã thay quần áo xong chưa đưa quần áo bẩn cho mẹ để mẹ đi giặt lâm tân ngôn đẩy anh ra tông cảnh hạo nắm tay cô chặt hơn cô lo lắng đến mức chê đầu chảy đầy mồ hôi trang tử khâm lại gõ cửa ngôn ngôn lâm tân ngôn nhắm mắt lại vẫn vẫn chưa xong trang tử khâm chắc là đã nghe thấy không gõ cửa nữa cô gần như không chịu nổi hai má như bị lửa thiêu đốt trong lòng vừa bực vừa tức thấp giọng quát anh một tiếng tông cảnh hạo gọi dịu dàng một chút anh bật cười lâm tân ngôn cắn môi tim căng lại phối hợp với anh chỉ mong anh sớm kết thúc hành động của cô làm gián đoạn nhịp điệu của anh chỉ nghe thấy tiếng anh gầm nhẹ bên tai cô sau đó cô cảm thấy bàn tay mình chứa đầy những thứ ấm áp một trận một trận ước chừng kéo dài mười mấy giây tông cảnh hạo hài lòng hôn lên môi cô lâm tân ngôn đẩy anh tay với lấy khăn giấy tông cảnh hạo nắm lấy tay cô nói anh sẽ lau cho em anh đứng dậy sửa soạn sạch sẽ ngồi ở bên giường lấy khăn lau tay cho cô ngón tay thon dài có khớp xương rõ ràng trắng nõn mềm mại, anh rất dịu dàng. Sau khi lau sạch sẽ, anh đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn, em vất vả rồi. Lâm Tần Ngôn rút tay về. Tông Cảnh Hạo mỉm cười, lại đổi một chậu nước sạch, lau mồ hôi trên người cô, mặc quần áo sạch vào, anh chút nước ra ngoài, mở rèm cửa thở. Căn phòng cũng trở nên sáng sủa. Anh đi tới mở cửa, Trang Tử Khâm đang dọn dẹp phòng bên ngoài, vừa nhìn thấy cửa liền mỉm cười hỏi, "Ngôn Ngôn đã thay quần áo xong rồi à?" Tông Cảnh Hạo nói, mẹ cũng thay ga trải giường luôn nhé trang tử khâm nói được con đưa con bé ra đi tông cảnh hạo trở lại phòng ôm cô cô từ chối anh đỡ em là được trang tử khâm cầm lấy một cái ga giường sạch sẽ nói vết thương không phải còn chưa lành hẳn sao bác sĩ nói phải đi bộ nhiều hơn lâm tân ngôn thả chân xuống đất tông cảnh hạo cúi người đeo dép cho cô anh đỡ em lâm tần ngôn tức giận đá anh anh ta nhanh chóng nắm lấy mắt cá chân của cô chờ khỏe lại hãy đánh anh bây giờ ngoan ngoãn đi. Trang tử khâm không biết chuyện gì đang xảy ra, đứng sang một bên nói, ngôn ngôn, cảnh hạo đối tốt với con, đừng tùy hứng. Chương 779, tìm ai mang thai hộ. Lâm tân ngôn cúi đầu trừng anh. Tông cảnh hạo cười khẽ. Họ bước ra khỏi phòng trong, vừa đúng lúc gặp nhóm người đi thăm đứa bé về. Chúc mừng, chúc mừng, mừng sinh quý tử. Thẩm bồi xuyên và tô chạm đồng thanh, nói xong thì liếc nhìn nhau, rồi chán ghét quay sang một bên, vết thương của tô chạm gần như đã lành băng gạc chê đầu cũng đã được gỡ ra kiểu tóc đẹp trai ban đầu cũng không còn nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh ta tang du và tần nhã đi đến bên cạnh lâm tân ngôn tần nhã lại đỡ lâm tân ngôn từ tông cảnh hạo chúng tôi sẽ giúp anh tông cảnh hạo nói mấy người cẩn thận chút tần nhã chặt lưỡi trong đầy nghĩ đến người ta có vốn liếng sinh thêm một cậu con trai có thể không vui sao nên bây giờ mới phải dè dặt với công thần đã sinh con trai cho anh lâm tân ngôn nhìn tăng du rồi nhìn tần nhã cảm thấy sắc mặt của tần nhã không tốt nhưng tăng du thì trắng trẻo có vẻ đã tăng cân so với trước cô nắm tay tần nhã ngồi chê sofa bởi vì chê bụng có vết thương cô chỉ có thể dựa xa yêu có chuyện gì lo nghĩ sao lâm tân ngôn hỏi cô ấy tần nhã trầm mặc cũng không có gì thực ra mấy ngày nay cô ấy rất chán nản cũng rất mệt tô chạm xong rồi bà cụ bắt đầu yêu cầu cô và tô chạm đến bệnh viện đồng thời cũng làm kiểm tra kết quả kiểm tra là trứng của cô ấy kém chất lượng, cần phải tiêm và uống thuốc điều hòa, mỗi ngày tiêm 6 mũi, chỉ 3 ngày sau khi tiêm đã có cả chục mũi tiêm chê eo và tay. Có thể sắp tới sẽ cả thể xác lẫn tinh thần đều sẽ đau đớn hơn, trong lòng cô đang cố gắng vượt qua. Sao, lại cãi nhau với tô chạm? Tăng Du nhìn cô ấy. Trước khi tẩn nhã lên tiếng, tô chạm đã cắt ngang, cô nguyền rủ chúng tôi đấy à? Cô và thẩm bồi xuyên mới cãi nhau. Tăng vũ công ca anh ta, không thì bảo không. Anh hổ báo cáo chôn cái gì? bị dẫm chúng đuôi rồi à? Cô và Thẩm Bồi Xuyên ở cạnh nhau, cái tốt không học nhưng mồm mép tiến bộ rất nhiều. Bồi Xuyên ở cùng anh, chắc anh toàn bắt nạt anh ấy. Này cái cô này, nói gì đấy? Thẩm Bồi Xuyên đến gần Tô Trạm, dùng cùi chỏ thúc vào người anh ta. Tô Trạm vẫn chưa hoàn toàn lành vết thương, nhưng cũng không đau lắm, nhưng anh ta cố ý giả vờ rất đau. Thẩm Bồi Xuyên, cậu muốn cho tôi vào bệnh viện lần nữa đây à? Thẩm Bồi Xuyên nhìn anh ta, cậu không phải dọa tôi không phải cậu khỏe rồi còn gì ai nói cho cậu là tôi đã khỏi hoàn toàn tôi mặc kệ cậu phải bồi thường cho tôi bồi thường kiểu gì thẩm bồi xuyên cứ đùa cùng anh ta nhìn anh ta giả vờ tô chạm không chút do dự nói gửi lì xì cho tôi nghĩ hay nhỉ thẩm bồi xuyên ôm anh ta nói bên tai anh ta khi nào cậu có con trai tôi sẽ tặng cậu một phong bao lì xì lớn anh ấy còn dùng tay ra giấu vẽ ra ca thước chiếc bao lì xì lớn như nào tô chạm việc này đâm trúng trái tim anh ta vì trẻ còn mà bà cụ bức ép tần nhã lại chịu khổ anh ta đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan lâm tần ngôn nói chị mệt rồi tiểu nhã đỡ chị vào phòng tần nhã nói vâng cô có thể đoán ra tần nhã có chuyện tần nhã dìu cô vào phòng lâm tần ngôn nói đóng cửa lại tần nhã đóng cửa lại đỡ cô ngồi trên giường lâm tần ngôn cũng bảo cô ấy ngồi chị thấy em có tâm sự không thể nói với chị sao tần nhã thở dài không phải em không muốn nói, mà là khó mở miệng. Lâm Tần Ngôn cau mày, em đang điều hòa cơ thể của mình. Lúc kiểm tra sức khỏe, chất lượng phụ không tốt, em phải uống thuốc và tiêm trong một tháng, sau đó kiểm tra lại. Áp lực của em rất lớn, còn chưa bắt đầu, em đã muốn trốn, muốn bỏ cuộc. Tần Nhã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng vừa mâu thuẫn vừa dối rắm Từ sau khi tái hôn với Tô Trạm, trong lòng luôn không yên. Lâm Tần Ngôn nắm lấy tay cô ấy không biết làm thế nào để an ủi tần nhã. Đang tìm người mang thai hộ à? Cô ấy không có đáy huyệt nên chắc chắn không thể có con. Tần nhã gật đầu, tìm được người rồi. Lâm tân ngôn không tưởng tượng nổi, nói, nhanh vậy à? Tần nhã bất lực gật đầu, bà cụ đang ép quá. Cô ngẩng đầu lên nhìn lâm tân ngôn, chị có biết không? Không biết bà ấy đào đâu ra một đống thuốc, bảo là để tầm bổ thân thể, bây giờ mỗi ngày bà ấy đều hầm cho em uống. Mấy thứ này em vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng khó chấp nhận là không biết nguyên liệu nấu canh lâm tần ngôn nhìn thấy mặt cô ấy tái nhợt vươn tay ra nắm lấy tay cô ấy để cô ấy thoải mái nói hết vướng bận trong lòng nếu không cô ấy cũng không tự nói ra bà cụ kia cũng không phải người xấu nhưng liên quan đến một vài tư tưởng cũ và một số lợi ích của bà ấy thì phải nói sang chuyện khác cô thuyết phục được tần nhã từ bỏ thì sau này cô ấy làm sao có chỗ đứng trong nhà họ tô đôi mắt cô ươn ướt chị không nên giúp tô chạm giúp em hòa giải với anh ta Tô Trạm không phải người xấu, trải qua chuyện lần trước, anh ta đã trưởng thành rất nhiều. Nhưng đối mặt với người bà đã nuôi nấng anh ta, anh ta không chống đối được, chị cũng có thể hiểu điều đó. Nhưng thế này quá bất công với em. Lúc đó chị không cân nhắc Chu Toàn, không liên quan gì đến chị, chị đừng tự trách mình. Tần Nhã biết mọi chuyện đều là do bản thân mềm, nếu cô cứng rắn, ai cũng không thể khuyên được Lâm Tân Ngôn. Đưa tay chạm vào gò má vàng ố của cô ấy, đau lòng nói, sau này định thế nào? Tần Nhã nói, mong là mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Lâm Tân Ngôn gật đầu, có lẽ cô vượt qua cửa ải này, cũng coi như là khổ tận cam lại. Sau 9981 khó khăn, cô ấy đã vượt qua được cái cuối cùng. Cần gì thì cứ nói. Lâm Tân Ngôn muốn làm gì đó cho cô ấy, nhưng lại phát hiện mình không thể làm được gì. Lần này chị cũng bị thương, chị đừng lo lắng cho em mà cố giữ gìn sức khỏe. Tần Nhã giả bộ thoải mái. Lâm Tân Ngôn vẫn lo lắng cho cô ấy, hỏi, tìm ai mang thai hộ cô sợ sau này vì đứa trẻ sẽ sinh ra chuyện rắc rối, nên chọn người đẻ thuê cũng phải thận trọng. Chương 780, thuốc bắc bồi bổ thân thể. Tần Nhã nói, tìm thông qua một tổ chức. Em và Tô Trạm đã xem ảnh, tướng mạo đàng hoàng, trình độ học vấn cũng cao. Nghe người giới thiệu nói người phụ nữ có bằng thạc sĩ này lại có thể làm được chuyện như vậy, thật khó có thể tưởng tượng. Điều này có lẽ là vì tiền có thể làm cho ma đưa đẩy nó. Có đáng tin không? Lâm Tân Ngôn hỏi lại. Tần Nhã đáp, chắc không sao đâu, giá thương lượng là 5, 2 tỷ. Hiện tại em chỉ trả 350 triệu, sau khi mang thai thành công sẽ thanh toán số còn thiếu. Hơn nữa, cô ấy hoàn toàn không biết chút thông tin gì về em và tô trạm, cho nên sau này cũng bất phiền phức. Là một tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, sau khi đứa trẻ được sinh ra, bọn họ sẽ tiến hành giám định, xác định chắc chắn rằng đó là con của cô ấy, và tô trạm trước khi thanh toán số còn lại. Không sợ bị đánh cháo hoặc thay thế bởi đứa trẻ khác. Lâm Tân Ngôn gật đầu, tóm lại các em nên thận trọng một chút vâng cộc cộc lúc này cửa phòng gõ vang tần nhã im bặt lâm tân ngôn nói vào đi thiệu vân mở cửa đứng ở cửa nhưng không đi vào nhìn thấy tần nhã trong phòng cười nói hai người các cháu trốn trong phòng nói thầm gì đấy lâm tân ngôn cười nói chỉ là buôn chuyện tí thôi chú hai nhìn thấy đứa bé chưa thiệu vân nói chú thấy rồi trông giống cháu rõ ràng còn rất nhỏ không thể nhìn ra giống ai cô cười nói chú hai lại dỗ cháu vui rồi. Ngôn ngôn, chú chuẩn bị trở lại thành phố C. Gấp vậy sao? Lâm Tân Ngô muốn giữ ông ấy ở lại mấy ngày, dẫu sao cũng đã tới đây rồi. Chú cũng muốn chơi thêm mấy ngày nữa, nhưng cái tên họ trình kia gọi điện bảo chú về. Thiệu Vân cười một tiếng, chú tới cậu ta cũng phải tới. Nhưng gần đây khá bận, chỉ có thể được một người đi, nên chúng ta quản tù tì, sau đó chú thắng. Chú tới trước, bây giờ chú phải về, đổi cậu ta sang đây thăm thằng cu. Tần Nhã không nhịn được cười, các chú bao nhiêu tuổi rồi còn oản tù tì, trông có ấu chị không? Thiệu Vân liếc cô ấy một cái, cháu biết cái gì, đây là thú vui của đàn ông chúng ta. Cháu không hiểu đâu. Tần Nhã bổ sung, là thú vui của những người đàn ông chưa trưởng thành. Đàn ông trưởng thành còn lâu mới chơi mấy trò như oản tù tì. Tiểu Nhã, chú thấy cháu gầy hơn trước. Lời nói của Thiệu Vân đột nhiên chuyển hướng, nhìn chằm chằm cô ấy, rồi lại nhìn Lâm Tân Ngôn, mặc dù lâm tân ngôn đã trải qua một cuộc đại phẫu nhưng cô hồi phục khá tốt giờ sắc mặt hồng hào mà cô ấy có vẻ như người bị ốm tần nhã nở nụ cười cháu vốn gầy mà thằng nhóc tô chạm kia sẽ không chăm sóc cho cháu sao thiệu vân nói tiếp trong mắt chú cháu cũng giống như ngôn ngôn nếu bị bắt nạt cháu nhất định phải nói với chú để chú xả giận cho biết không cháu biết rồi tần nhã vui vẻ đồng ý biết ông ấy thực sự quan tâm đến mình thiệu vân ở lại không được bao lâu Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo dĩ nhiên muốn chiêu đãi ông ấy thảm hại. Điều kiện bệnh viện hạn chế nên họ ra ngoài ăn. Lâm Tân Ngôn không đi mà ở lại bệnh viện để Trang Tử Khâm chăm sóc. Đoàn người rời đi. Sau khi ăn xong, người nào về nhà người ấy. Tông Cảnh Hạo sắp xếp khách sạn cho Thiệu Vân. Tô Trạm và Tần Nhã trở về nhà, bà cụ đang ngồi ở phòng khách xem TV. Trần Tuyết rửa trái cây gọt vỏ ở bên cạnh, vừa thấy bọn họ đi vào thì cô ta lập tức đứng lên. Anh trai, chị dâu về rồi trần tuyết mấy ngày trước không biết gọi bọn họ như thế nào bà cụ là nếu đã gọi là bà nội vậy gọi họ là anh chị đi vì vậy trần tuyết đã gọi họ như vậy bà cụ thích nó hai người không phản đối trần tuyết còn nhỏ gọi như vậy cũng không sao tần nhã đáp lại chị ơi chị ăn chưa có muốn em làm món gì cho chị không trần tuyết lịch sự cười hỏi tần nhã nói không cần đâu anh chị ăn bên ngoài rồi bà cụ ra hiệu hai đứa tới đây ngồi đi tần nhã đi tới Tô Trạm đi tới trước mặt Tần Nhã hỏi, bà nội có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì, hai cháu không thể xem tivi cùng bà một lát được sao? Bà cụ cảm thấy có chút không thoải mái, cảm thấy từ khi Tô Trạm làm hòa với Tần Nhã, trong mắt chỉ có Tần Nhã, cũng ít quan tâm đến bà lão này. Lời của bà cụ rõ ràng không vui, Tần Nhã cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố làm ra vẻ tươi cười, bà nội này không vui sao? Có phải bà thấy cháu và Tô Trạm ít dành thời gian cho bà không? bà cụ nắm lấy tay cô ấy cháu đúng là người hiểu chuyện nhất cũng rõ tâm tư bà nhất tần nhã cúi đầu không nói lời nào tiểu tuyết bưng canh cho chị cháu bà già ra lệnh trần tuyết đứng dậy đi vào bếp dọn canh tần nhã nghe thấy phải uống canh thân thể nhẹ nhàng run lên cô ấy ngước mắt lên bà nội không uống được không ạ không được bà cụ đặc biệt kiên quyết trần tuyết bưng một bát canh đi ra cô bưng canh vào trong phòng đi tô chạm nói anh ta biết Tần Nhã khó chịu nên mới bảo Trần Tuyết mang canh vào trong phòng. Như vậy cô ấy không uống mà có thể đổ sạch. Bà cụ buồn bực, nhìn chăm chăm tô chạm. Cháu có ý gì? Cháu đâu có ý gì? Cô ấy vừa mới ăn cơm xong, cháu sợ cô ấy nuốt không trôi, đợi lát nữa tiêu thực rồi uống. Món canh này không thể để lạnh, phải uống lúc còn nóng. Bà cụ không nghe tô chạm nói, bảo Trần Tuyết đưa canh cho Tần Nhã. Tần Nhã không thể không nhận, còn chú uống đã muôn ói vừa mới bắt đầu uống cô chỉ cảm thấy có mùi tanh nồng cho đến một lần nhìn thấy bà cụ mang từ bên ngoài về một cái túi có mùi rất nồng để trần tuyết dọn dẹp cô mới hỏi đó là thứ gì bà cụ nói là thuốc bắc để bồi bổ thân thể sau đó cô ấy chụp ảnh và kiểm tra trên mạng hóa ra là